chương 81 Khảo khoai lang Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Diệp hướng đông soạt bằng hữu quyển, phát hiện một chuyện, vạn năm không phát bằng hữu quyển từ tri văn dĩ nhiên phát bằng hữu quyển không nói, then chốt là hình ảnh còn khá quen. Hắn mở ra kẻ tham ăn bầy nhỏ, mở ra dương hà khanh phát bức ảnh, cùng từ tri văn một đôi so với, ngoại trừ góc độ không giống nhau, trang món ăn mâm, món ăn đều giống như đúc thanh xào củ sen, khoai tây thịt kho tàu, dưa chua bánh nướng, đại cốt rau cải thang, dưa chua xào dưỡng tia, món rau. Món ăn nhìn đơn giản, nhưng dịp hướng đông không cần thường đều biết, mùi vị khẳng định không sai, bằng không từ tri văn làm sao hội phát bằng hữu quyển. Hắn nhất định rất hài lòng này một ít món ăn, thực sự là hiếm thấy. Mọi người đều biết từ tri văn bệnh kén ăn chứng, nhưng lại không biết nguyên nhân thực sự, kỳ thực dịp hướng đông ít nhiều biết một chút từ tri văn tình huống này chủ yếu là tuổi ấu thơ lưu lại bóng tối, đến hiện tại càng nhiều chính là tâm lý nhân tố. Từ tri văn còn lúc nhỏ, là bảo mẫu chăm sóc, bóng tối cũng là lúc này lưu lại. Bảo mẫu này nấu ăn lung tung làm, mua loại kia đông vịt, rất tinh, không làm thế nào đi tinh xử lý, còn không thiêu thục, vẫn cứ đút cho từ tri văn ăn. Từ tri văn tuổi còn nhỏ, vị giác nhưng mẫn cảm, làm sao chịu ăn, liền bị ngạnh quán. Hắn bị bảo mẫu này dẫn theo 3 tháng, người nhà họ từ mới phát hiện, cấp thay đổi bảo mẫu, vẫn không có để bụng, không phát hiện hắn bị mắc bệnh bệnh kén ăn chứng. Sau đó vẫn là cô cô của hắn, cũng chính là vu thừa vũ mụ mụ phát hiện, mang theo đi trị liệu, tịnh mang theo bên người tự mình chăm sóc. Nhưng mà bóng tối lưu lại, kinh qua một số năm vẫn chưa tiêu trừ, từ tri văn tình cờ vẫn là sẽ phạm bệnh. Cùng kiên ăn biểu ca so với, từ tri văn tình huống càng không bình thường. Diệp hướng đông vuốt cầm, hắn ăn qua thanh điền thôn nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn, xác thực rất tốt, nhưng cũng không tính được đỉnh cấp. Hội thụ từ tri văn ưu ái, hay là thanh điền thôn một số địa phương chọc vào hắn điểm, trong lòng không thế nào bài xích. Diệp hướng đông có chút ngạc nhiên, hắn đâm từ tri văn rai viết cha. Ha, văn ca, thanh điền thôn cơm nước ăn ngon không? Ân, cũng không tệ lắm từ tri văn tâm tình rất tốt. Ngươi thật là hành, một người liền lén lút chạy đi, cũng không nói ước dưới huynh đệ ta, mặc kệ, trở về cho ta mang điểm ăn ngon. Ta ước quá ngươi, là chính ngươi từ chối. Từ tri văn không nói gì nói rằng. Diệp hướng đông đầu óc mơ hồ, internet phiên tán gẫu ghi chép, thật giống có cái nửa đêm ngữ âm trò chuyện, này về nói cái gì tới. Không nói, ta muốn khảo khoai lang đi tới, lại tán gẫu dịp hướng đông đột nhiên có chút hối hận từ chối từ tri văn mời ăn xong cơm tối hứa thắng liền cầm tiểu cái quất mang theo hứa ương bọn họ đến bên trong bái khoai lang này mấy luống khoai lang loại đắt sớm nhưng cũng còn chưa tới đào thời điểm muốn ăn chỉ có thể từ khoai lang luống bên cạnh cẩn thận đẩy ra thổ đem to lớn nhất cái kia khoai lang lấy xuống lại che lên thổ để còn lại tiếp tục trường từ tri văn rất tích cực tự mình động thủ Bùng đất mùi vị là đặc biệt không xưng được dễ ngửi, nhưng sẽ không để hắn cảm thấy khó chịu. Bái đến khoai lang dùng cỏ khô tùy tiện sát một hồi, liền có thể vùi vào đống lửa bên trong. Trên trời mặt trăng thiếu mất đạo nút buộc, quan lờ mờ chút, những ngôi sao kia cũng nỗ lực lóng lánh trước, tranh thủ bị càng nhiều người xem thấy. Này vẫn chưa tới 8 giờ, thanh điền thôn buổi tối liền yên tĩnh kỳ cục, chợt có một hai thanh chó sủa, cùng với thỉnh thoảng vô lực trùng tiếng hót. Mấy người trẻ tuổi vây quanh ở bên cạnh đống lửa, soạt điện thoại di động trò chuyện, sướng trò chuyện mình muốn đi du lịch địa phương, muốn ăn mỹ thực. Cứ việc Quế Thành hội tụ các nơi mỹ thực, thế nhưng có chút mùi vị, chỉ có đến bản thổ đi tìm, mới tối nguyên tư nguyên vị. Đống lửa bên trong nhiên trước củi gỗ tình cờ phát sinh đùng đùng âm thanh, hứa thắng hỏi hứa ương ba người. Ngày mai muốn đi đâu? Đánh cây dẻ. Từ tri văn trước tiên mở miệng. Dương Hà Khanh gật đầu, cây dẻ ăn ngon, đáng giá lại đi một chuyến. Hứa ương suy nghĩ một chút, hỏi hứa thắng. Chúng ta xa nhất có thể tới nơi nào? Ngươi muốn đi đâu? Hứa thắng banh lên, bận biểu nói, ta là không dám mang ngươi tiến vào lão lâm tử, quay đầu lại cần phải bị ba mẹ ta mắng tử không thể. Ở hắn nhận thầu mấy tòa trên núi đi dạo, thật muốn lại đi đến, hắn cũng không có cách nào bảo đảm an toàn của những người khác được rồi hứa ương xác thực rất muốn đi nhưng nàng cũng không muốn làm khó hứa thắng ta thỉnh bá phụ bá mẫu giúp ta loại điểm ta cần nguyên liệu thắng ca ngươi thuyết phục dưới bọn họ nhận lấy khổ cực phí liền trên núi loại chút đồ vật kia cũng không cần đặc biệt quản lý cần cái gì khổ cực phí thật muốn tính toán ngươi nhưng là chúng ta quý nhân một nhà khai không đứng lên nông sản phẩm điếm bởi vì hứa ương làm đào tương cùng giao thiệp Trước tiên mở ra chỗ đột phá. Chi hậu khách hàng phát triển tuy rằng hơi ít, nhưng đều là trước hết đám kia khách hàng tự chủ tuyên truyền giới thiệu. Vạn sự khởi đầu nan, hứa ương giúp bọn họ mở đầu xong. Thắng ca, ngươi nghĩ tới nếu như khách hàng nhiều hơn nữa, võng điếm làm sao phát triển sao? Nghĩ tới, muốn khai thành xí nghiệp đại điếm, nhưng là muốn tưởng cung cấp lượng vấn đề, ta thì có điểm muộn. Rất nhiều trong cửa hàng quanh năm suốt tháng chủ doanh loại hình rất ít biến chuyện này ý nghĩa là có sung túc nguồn cung cấp nhưng chúng ta là nông sản phẩm điếm nếu như từ bên ngoài mua đi vào lại giao hàng vậy thì thành lừa dối khách hàng từ tri văn đột nhiên mở miệng ta càng yêu thích thanh điền thôn như vậy ta cảm thấy thanh điền thôn ấn theo mùa thượng tân nông sản phẩm trái lại càng có thể làm cho khách hàng tính phục dính độ tăng cường hiện tại trong thành thị đại gia cơ bản mất đi đối bốn mùa sơ quả phán đoán tiểu hài tử đối mùa mang tính tiêu chí biểu trưng sơ quả một chút ấn tượng đều không có hứa thắng nghiêng đầu xem từ tri văn nam sinh này không nói như thế nào nhưng từ hôm nay cơm tối trên bàn tán gẫu biết được hắn nhưng là thanh điền thôn nông sản phẩm trung thực khách hàng chi nhất hắn ý kiến xác thực rất đáng giá nghe một chút tình huống như vậy xác thực hội tổn thất không ít khách mời khả lưu lại khách mời tất nhiên đều là chất lượng tốt bọn họ đối với nhập khẩu đồ ăn có yêu cầu của chính mình đối với giá cả không như vậy tính toán chi ly. Chỉ cần thôn dân trấn hảo chất lượng, rất ít hội đụng với thụ sau vấn đề. Hứa thắng suy nghĩ một chút, từ tri văn nói cũng thật không tồi, đều nói giá cả sàng lọc khách hàng. Càng là giá rẻ, trái lại gặp phải trả hàng hoặc là phiền phức thụ sau hội nhiều, mà thanh điền thôn vị trí, nếu là gặp gỡ trả hàng, thường thường phi thường phiền phức. Vì thế bọn họ hay là muốn đi tinh phẩm lộ tuyến nếu như không phải muốn nói gì khuyết điểm, vậy thì là trong cửa hàng không lên màu xanh lục rau dưa, hơn nữa giống quá ít một điểm. Hứa thắng gãi đầu một cái. Rau xanh phát chuyển phát nhanh hao tổn lớn, không đáng. Có điều người trong thôn đều là căn cứ mình yêu thích đến loại, có quy hoạch nhân gia thật không nhiều, hay là phải làm cái điều tra hỏi quyển, khán giả hộ thích gì nhất, làm vui lòng. Dương Hà Khanh đem video phát đến Internet, liền nhìn chầm chầm đống lửa nhìn, thật giống không nghe thấy được cái gì hương vị khoai lang đến cùng thục hay chưa thắng ca lúc nào khoai lang có thể ăn a à? ta nhìn nhìn hứa thắng đối cái này có thể có kinh nghiệm hắn đẩy ra đống lửa một bên dùng một cung thăm dò còn muốn lại muộn một hồi ta đem hỏa lộng tiểu khảo khoai lang quen dương hà khanh lập tức cầm lấy camera đập video mới từ đống lửa bên trong móc ra ngoài khoai lang đen thùi lùi nhìn lại như là tảng đá tự hứa thắng phân phân một người hai cái hứa ương nhặt lên một cái khảo khoai lang khá nóng tay nàng tay trái tay phải đổ đến đổ tới cảm thấy không lớn nóng lúc này mới xé ra biểu bì khoai lang hai đầu khá là tế đã bị khảo thành thang nhẹ nhàng một bài liền lộ ra màu đỏ vàng khoai lang thịt hứa ương nhẹ nhàng gặm dưới bẻ xuống cái kia giác có chút ngọt lại có chút mùi khét là bếp lò bên trong khảo đi ra khoai lang không có mùi vị nàng cẩn thận mà tê đi một vòng màu đen bì, lộ ra khoai lang nhương, tầng ngoài màu hồng, càng đi bên trong màu sắc càng sâu, là đẹp đẽ màu đỏ vàng. Tiêu hương trung mang theo vị ngọt, phi thường mê người, nhẹ nhàng cắn một cái, rất nhuyễn, ngọt độ vừa phải, còn chưa tới ngọt như mật trình độ. Có điều hứa ương khá là yêu thích dựa vào biểu bì tầng kia khoai lang nhương, có chút ngạnh, mang theo tiêu mùi thơm, vị càng tốt hơn. Hứa thắng cảm khái nói lúc này khoai lang vẫn chưa hoàn toàn thành thục, khảo khoai lang phong vị trên lệch một ít. Tiết sương dán qua đi khoai lang rất ngọt, lại trải qua cất vào hầm, sách sách sách, mùi vị đó thì càng được rồi, nói là ngọt như mật cũng không quá đáng. Dương Hà Khanh nhìn mình đen thùi lùi hai tay, lại nhìn trước cố định ở ngay phía trên camera, lần thứ nhất ăn loại này khảo khoai lang trải qua thật thần kỳ. Từ tri văn không nói gì, thế nhưng hắn phân đến hai cái khoai lang cũng đều ăn xong. Ở đây hắn rất thả lỏng, đồ ăn không phải đỉnh cấp mỹ vị, nhưng sẽ không để hắn căm ghét. Ngoại trừ khảo khoai lang, các ngươi còn có thể khảo cái gì? Từ tri văn đem lột ra đến khoai lang bì gom đến một khối, sau đó nghiêng đầu hỏi hứa thắng. Hứa thắng hát lặng lẽ cười thanh. Khi còn bé khảo đông tây khả hơn nhiều, châu chấu A, à, cá tôm cái gì? Có điều loại này đông tây hiện tại cũng không ai hội nướng, ta cảm thấy tốt hơn ăn ngoại trừ khảo khoai lang, còn có chính là khảo bắp ngô khảo khoai tây mùi vị cũng được chính là đắc phối món ăn hoặc trám tương mới ăn ngon bắp ngô các ngươi thôn hiện tại không chủng ngọc mễ chứ dương hà khanh hỏi nàng cũng không thấy một cái lều lớn không có chúng ta này hạ nhiệt độ nhanh bình thường không loại thu ngọc mễ thu hoạch không tốt hứa thắng nói có điều đợi được sang năm ngoại trừ xuân ngọc mễ hạ ngọc mễ cũng có thể gieo vào vừa vặn lúc này có thể bán. Hứa ương cười hít mắt, ngày mai chúng ta liền khảo khoai tây đi, sau đó sẽ quầy bán đồ lặt vặt bên trong mua châm lửa chân tràng. dùng chút thêm xuyến cháy thượng khảo. Khảo khoai tây ngày hôm qua ăn qua, ngày mai vẫn là tiếp theo khảo khoai lang đi. Dương Hà Khanh cảm thấy hai cái khoai lang cũng là thường cái vị, nàng còn ăn đủ ẩn ni. Hứa thắng lắc đầu. Không, ngày mai chúng ta cá nướng, ương ương, ngươi đến im ngư, không thành vấn đề đi Hành A Hứa ương thoải mái gật đầu Ở trong thành thị lớn Căn bản cũng không có cơ hội trải nghiệm trải nghiệm Đến loại này giả ngoại thiêu đốt lạc thú Từ tri văn không ăn ngư Mùi tanh quá lớn Có điều hắn không lên tiếng phản đối Hắn có thể khảo những khác Tỉ như Dương Hà Khanh vừa nãy đề tiểu khoai tây Kỳ lễ quốc khánh này Hứa ương cùng Dương Hà Khanh Ở thanh điền thôn đợi 3 ngày rưỡi Trước khi đi Nàng dẫn theo rất nhiều mình cần nguyên liệu những này nguyên liệu chỉ là chính mình sử dụng, không cần quy mô lớn trồng trọt, nhưng không bài trừ tương lai có một ngày như thế. Ngoài ra, hứa ương cùng Dương Hà Khanh còn dẫn theo không ít cẩu kỹ cùng cẩu kỹ dịp. Trên núi loại không nhiều, đều bị ba người bọn họ chia cắt xong. Hứa ương kiến nghị hứa đường bá sang năm có thể nhiều loại một ít cẩu kỹ, nó quả dịp đều có thể ăn, có thể chế trà, làm thuốc, rất có khai phá giá trị. Hứa thắng không vội trước trở lại, hắn còn muốn nghiên cứu một chút trong thôn thủ công phẩm tình huống. Từ tri văn cũng như thế, hắn dự định xin nghỉ ở trong thôn ở thêm mấy ngày, chờ đợi ở đây thật sự rất thoải mái. Tác giả có lời muốn nói. Về nhà hỗ trợ chăm sóc nải nải, ổn định xong càng phỏng chừng có chút khó, ta sẽ cố gắng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Ăn vặt thang Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hứa ương về đến nhà, tịnh không có lập tức nghỉ ngơi, ngay lập tức chính là xử lý mình mang về Đông Tây. Đồng thời, nàng chuẩn bị đem trong nhà dùng thủy cấp cải trang một hồi. Ở thanh điền thông đợi như vậy chút thiên, hứa ương quen thuộc sơn tuyền mùi vị của nước, về đến nhà, dùng thủy nhưng tràn đầy mùi thuốc sát trùng, nàng làm sao đều không chịu được. Thủy lộ cải tạo là cái rất chuyện phiền phức hứa ương chỉ dự định cải nhà bếp dùng thủy hàng ngày dùng thủy nhưng là không muốn động trong cửa hàng rất bận hứa ba hứa mẹ chờ ở nhà thời gian rất ít hứa ương liền dứt khoát mình làm chủ tìm người thiết kế mà kết nước cần định chế là liên thông hai cái kết nước nàng căn cứ mình bố trí liêu bao tập trung vào định chế kết nước cố ý thiết kế vị trí tinh chế qua đi thủy hội chảy về phía một cái khác kết nước thả sẽ không chảy trở về dựa theo hứa gia bình thì sinh hoạt một cái tiểu liêu bao có thể bảo đảm một tuần dùng để uống cung cấp nhưng bây giờ trong nhà không thế nào nổ súng duy trì ba vòng đến một tháng đều là có thể thủy lộ cải tạo cùng định chế kết nước sự tình không dễ như vậy ra kết quả hứa ương trước hết về giáo trường học trước đoạn này lộ rất chen xe taxi xe riêng hứa ương sớm vừa đứng xuống xe đeo túi đeo lưng hướng về trường học đi trong túc xá nàng nhìn thấy mình trên bàn bày đặt hai bao dùng thảo thành cột giấy dai bao. Nàng hơi nghi hoặc một chút, đây là người nào đưa. Hàng sáng tỏ càng chính đang trên giường chơi game, nghe được động tĩnh kéo cái màn giường vừa nhìn, thấy là hứa ương trở về, nàng cao hứng nói rằng. Hứa ương, ngươi trở về. Hứa ương gật cù. Ngươi quốc khánh trải qua có khỏe không? Bình thường thôi, ở nhà đợi hai, ba thiên trở về giáo hàng sáng tỏ càng từ trên giường leo xuống, mở ra mình đồ ăn vặt cái rương. Hứa ương, cấp, đây là ta mời ta hàng xóm nải nải làm trong biển trà bông, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Cảm ơn. Hứa ương cười nói, về đưa hàng sáng tỏ càng một bao khoai lang làm. Nàng nhìn thấy Trần Ngọc Tiệp trên bàn cũng có cùng mình như thế giấy dai bao, mà hàng sáng tỏ càng đưa chính là trong biển trà bông, vậy thì là đông vi vi đưa có điều hứa ương rất nhanh từ hàng sáng tỏ càng trong miệng được chứng minh. Đây là nàng cùng hàng sáng tỏ càng đều không nghĩ tới, dù sao các nàng ký túc xá quan hệ không được tốt lắm. Mỗi người nếp sống không giống, cùng ở tại một cái ký túc xá dưới khó tránh khỏi có ma sát, nhưng muốn nói đại mâu thuẫn cũng không phải bao lớn. Một tháng rèn luyện kỳ quá khứ, hứa ương trong túc xá cũng coi như là tìm tới điểm thăng bằng, đúng là cái khác ký túc xá, lúc này cái khác mâu thuẫn liền bộc phát ra. Hứa ương đem mặt khác hai bao khoai lang làm phóng tới Trần Ngọc Tiệp cùng đông vi vi trên bàn, ninh khăn lau, đem cái bàn thoáng lau. Hứa ương, người Mỹ thực tiết chuẩn bị thế nào rồi? Hàng sáng tỏ càng kim cầm một cái khoai lang làm gặm, ta xem trọng nhiều người đều ở bắt đầu chuẩn bị. Không có chuyện gì, trong lòng ta nắm chắc. Hứa ương không vội, Mỹ thực nhai ở ngày 13 tháng 10, còn có 6, 7 thiên có thể chuẩn bị ni bọn họ cái này chuyên nghiệp học tập nhiệm vụ tịnh không phải rất nặng, hứa ương bình thường đều hợp lý sắp xếp mình thời gian học tập. Trước mặt nàng muốn đối mặt chính là trường học Mỹ thực tiết, có điều nàng không có chút nào trượt. Nếu báo danh, nàng liền không nghĩ tới muốn qua loa. Ngày nghỉ lễ trở về, đại gia tâm còn không trở về, vẫn như cũ có chút lười nhát, thế nhưng báo danh Mỹ thực tiết đồng học đa số đã bắt đầu bận túi bụi. Hứa ương ngược lại không gấp, rất nhiều dụng cụ trực tiếp từ trong nhà mang đến là được, liền nguồn cung cấp cũng không cần đi bận tâm. Hàng sáng tỏ càng thấy hứa ương vẻ hoàn toàn tự tin, không lại truy hỏi, được, có nhu cầu gì hỗ trợ ngươi chỉ để ý gọi ta. Nàng tuy rằng ngận trạch, thế nhưng lúc cần thiết hậu vẫn là rất tình nguyện phát huy dưới xá hữu ái. Đông vi vi chủ động tặng quà, hòa hoãn ký túc xá thoáng căng thẳng quan hệ. Các nàng ký túc xá bốn người vẫn như cũ không giống tiếng vào cùng ra, nhưng bầu không khí khá hơn nhiều, liên đới trước mỗi người tâm tình cũng không tệ. Đối diện 500 linh một ký túc xá rất là bận rộn, hứa ương đều tận lực không xuất hiện ở trước mặt các nàng, để tránh khỏi bị truy hỏi mình làm sao còn không bắt đầu vân vân. Giả dạ sau cái thứ nhất thứ bảy muốn học bù, quá xong chủ nhật, liền đến Mỹ thực chu. Trường học căng tin cửa sổ lớn khẩu tịnh không tham dự Mỹ thực tiết, thế nhưng cửa sổ nhỏ khẩu nhưng là tham dự. Có điều này một tuần, trường học căng tin cũng sẽ hưởng ứng cái này ngày lễ, đẩy ra một ít tân món ăn, hoặc là làm một ít hoạt động. Bởi vậy, cái này Mỹ thực chu, cũng là căng tin trách nghiệm tân món ăn nhật tử, cũng dễ dàng nhất xuất hiện căng tin hắc ám liệu lý. Ngược lại hứa ương đi căng tin, phát hiện bữa sáng vẫn đúng là có thêm cái cái gì cây điều mặt tuyến hồ, hơn nữa ăn người còn không ít. Cây điều làm được hoang nghênh nhất đồ ăn vặt chi nhất, có người dùng nó nấu ăn, có dũng khí khiêu chiến người cũng không ít. Mặc dù mới một tháng, thế nhưng hứa ương đối cách nàng gần nhất phòng ăn này đã hiểu rất rõ, đâu tầng lầu món gì không sai, cái nào trước cửa sổ kinh đạo, đều có thể nói cái một, hai đến. Đến thứ tư, có không ít thương gia bắt đầu vào trường học đáp cái bàn. Hứa ương thế mới biết, nguyên lai like cái này Mỹ thực tiếp là có tài trợ, có điều ngẫm lại cũng là bằng vào học sinh năng lực. Làm sao có khả năng cung cấp nổi toàn giáo sư sinh đồ ăn đâu Quầy hàng là tùy cơ lấy ra Hứa ương nhìn thấy vị trí của chính mình C khu 00 số 3 Lại nhìn giảng dị địa đồ Nàng không khỏi nhíu mày Vận khí không tệ Tại khu sinh hoạt Hơn nửa cách mình ký túc xá không xa Nhưng cũng có khuyết điểm Sát vách là thương gia đại quầy hàng Phô trương lớn Rất lớn khả năng đem sát vách quán nhỏ vị tôm lên đất Không hề tồn tại cảm có điều hứa ương đối với mình có lòng tin. Hứa ương đã sớm cùng người trong nhà nói cẩn thận, cần dùng đến nguyên liệu, cơ khí, đều thứ năm chiều hôm đó đưa tới. Vương Văn Xuyên hỏi rõ ràng hứa ương quầy hàng, thứ tư liền đến hỗ trợ. Nhưng cũng không chuyện gì, chính là lúc lắc bàn, cái ghế sự. Kẻ tham ăn bầy nhỏ bên trong, Dương Hà Khanh mấy người không vào được quế lớn, liền khiến cho kính sai khiến Vương Văn Xuyên. Hứa ương nhìn cảm thấy buồn cười, có điều nhưng không có từ chối, dù sao đây là bọn hắn tấm lòng thành. Thứ năm buổi chiều, hứa ba cùng hứa thắng đem hứa ương muốn đông tây đưa tới. Khí thang táo, bát tô, một hòm lại một hòm trứng gà, còn có nàng chủ nhật liền phối tốt liêu bao. Thứ năm buổi tối, không ít sạp hàng đã bắt đầu thí doanh nghiệp, luyện tay nghề một chút cảm, đồng thời sớm vi mình kéo phiếu. Hứa ương nhấp dưới môi, chỉ là đem mấy cái bát tô rửa sạch sẽ, sắp xếp gọn thủy, liền không đi động. Nàng cũng tưởng sớm nấu trà ngon dịp đảng, nhưng có người muốn mua nàng cũng không thể không bán chứ. Hơn nữa quầy hàng không ai nhìn, ai biết ban đêm hội xảy ra chuyện gì đâu. Thứ sáu sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, hứa ương bò lên rửa mặt thay y phục thường, lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Vài ký túc xá cũng đèn sáng, xem ra đại gia đều cùng hứa ương như thế ý nghĩ, hoặc là trước thời gian đi trên chỗ bán hàng làm chuẩn bị, nếu không liền đi chọn mua mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Hứa ương đem khí thang táo mở ra, ngọn lửa màu xanh lam nhảy lên trước, phát sinh hô 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 âm thanh. Tổng cộng mấy cái qua, ba cái táo, một cái lỗ trứng luộc nước trà, một cái lỗ chim cút đảng, đậu làm, còn có một cái nấu nước nấu đảng, cách làm như thế tốc độ sẽ khá nhanh. 6 giờ rưỡi, trên căn bản mỗi cái trên chỗ bán hàng đều người đến, những thương gia đó, càng là lái xe một hòm một hòm vận nguyên liệu. Hứa thắng mở ra xe ba bánh cấp hứa ương đưa bác hảo sát chim quốc đảng, còn có sớm định tốt đậu làm. Ương ừ, ương, thật là náo nhiệt, một mình ngươi giải quyết được sao? Hứa thắng có chút bận tâm, lấy hứa ương tay nghề, nàng sạp hàng sợ trước là muốn chen chết. Thắng ca, yên tâm đi, ta có đồng học hỗ trợ. Hứa ương hướng hứa thắng cười cợt, nếu như đông tây không đủ bán, khả năng còn muốn phiền phức ngươi giúp ta đưa nguyên liệu nấu ăn cái này dễ bàn ngươi gọi điện thoại là được hứa thắng gật gù mở ra xe ba bánh ly mở ra hứa thắng mới vừa đi dương hà khanh cùng dịp hướng đông liền đến hai người đặc biệt dậy thật sớm vây được liên tục ngáp chảy nước mắt hương ừ, ương chúng ta đến rồi dương hà khanh ôm hứa ương một hồi ta liền biết đại sáng sớm trường học các ngươi sẽ không quản như vậy nghiêm trên mặt nàng có chút tiểu đắc ý hứa ương cười cực. các ngươi còn không ăn bữa sáng đi đi căng tin ăn chút đi chúng ta dẫn theo bánh mì ngươi trứng luộc nước trà xong chưa trong nồi thủy mở ra hương vị dần dần bay ra dương hà khanh trừng mắt nhìn có chút đói bụng còn sớm đi đang nói chuyện có một ít dậy sớm học sinh lục tục đi ra nhà ký túc xá đang nhìn đến này từng cái từng cái ăn vặt than thời điểm không khỏi chậm lại bước chân phần lớn ăn vặt than còn chưa mở nghiệp, có điều những kia lựa chọn làm bánh tráng, tay trảo bánh quầy hàng, liền nên đón không ít khách hàng. Xin chào, trứng luộc nước trà đến hai cái. Một người nữ sinh cưỡi xe đạp ở hứa ương quầy hàng trước dừng lại, nhẹ giọng nói rằng. Xin lỗi, trứng luộc nước trà còn không ngon miệng đây, ngươi tối nay trở lại đi. Hứa ương trên mặt mang theo ấy nấy. Cái này trứng luộc nước trà mùi vị thật sự rất hấp dẫn người ta, không ngừng có người tới hỏi, hứa ương trả lời đắc miệng khô lưỡi khô, bất đắc dĩ viết tấm bản mang theo. Vương Văn Xuyên đẩy một cái kê bánh ngô xuất hiện ở quầy hàng trước, nhìn thấy Dương Hà Khanh cùng dịp hướng đông, hắn không khỏi sửng sốt một chút, bọn họ làm sao như thế sớm. Trường học mỗi cái quần bên trong, đề tài hầu như đều cùng ngày hôm nay Mỹ thực tiết có quan hệ. Mỗi người đều có đồng học hoặc là bằng hữu xếp đặt thang, đều ở dùng sức làm cho người ta kéo phiếu ni. Vương Văn Xuyên không để xá hữu lại đây, có điều hắn cho bọn hắn một cái nhiệm vụ, chính là vì hứa ương trứng luộc nước trà kéo phiếu. Đương trứng luộc nước trà hương vị càng ngày càng đậm, bị buổi sáng gió mát thổi đến mức đâu đâu cũng có, một mực nghe được trước ăn không được. Mỗi cái trải qua hứa ương quầy hàng trước đồng học cũng không nhịn được chậm lại bước chân, đang nhìn đến mang theo nhãn hiệu thì lại thở thật dài một cái. Quá phận quá đáng. Điều này làm cho bọn họ đợi lát nữa làm sao đi học, đầy đầu đều là này trứng luộc nước trà hương vị. Đông Vi Vi cùng Trần Ngọc Tiệp ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đi lớp học thời điểm, nhìn thấy hứa ương quầy hàng. Hai người liếc mắt nhìn, liền dời tầm mắt, tâm tư khác nhau, vẻ mặt mỗi người có chút không dễ chịu. Hàng sáng tỏ càng ngủ chết rồi, đến muộn không nói, chờ nàng vội vội vàng vàng chạy tới hứa ương quầy hàng, phát hiện thật giống không nàng có thể làm sự tình, có điều nàng vẫn là lưu lại, đã đáp ứng sự không thể nuốt lời, chính là hỗ trợ để cái đông tây đều được thức dậy sớm chim nhỏ có sâu ăn thế nhưng ngày hôm nay thức dậy muộn đồng học vừa vặn đuổi tới đệ nhất qua trứng luộc nước trà khai thụ thời điểm hầu như không có một người có thể nhịn được nó dụ hoặc này một làn sóng mua được trứng luộc nước trà học sinh vừa đi vừa ăn chờ nếm trải mùi vị có mấy người dĩ nhiên quay đầu trở lại đến muộn không có chuyện gì bọn họ sợ tan học thời điểm liền không mua được này ăn ngon trứng luộc nước trà. Bên kia thượng xong bài tập buổi sớm học sinh tan học, không ít người nhưng cưỡi xe đạp vẽ mặt vội vã vãng sinh hoạt khu đi, không hề liếc mắt nhìn những gian hàng khác một chút. Chờ bọn họ đến chỗ cần đến, khổ rồi phát hiện nghĩ đến một cái sáng sớm trứng luộc nước trà quầy hàng trước đã bài không ngắn đội. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện kinh hỉ, ngoại trừ trứng luộc nước trà, còn có đậu làm, chim cút đản, vẫn là sợi đây cây khẩu vị. Dương Hà Khanh mấy cái phụ trách bán, đóng gói, trong nồi trứng luộc nước trà giảm thiểu đến mức rất nhanh, cho dù còn có hai oa đồ dự bị trước, nhưng hứa ương vẫn còn đang cùng trứng gà phấn khởi chiến đấu, trứng luộc nước trà có thể so với lỗ đậu làm phiền phức hơn nhiều. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Xếp hàng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com một cái quế đại Mỹ thực quần bên trong náo nhiệt cực kỳ. Năm nay Mỹ thực tiết còn giống như không sai, sạp hàng so với trước niên nhiều hơn rất nhiều, có người đi đi dạo không? Tiến cử lên, khu A số 13 bạn gái của ta ký túc xá quầy hàng, làm sữa chua hoa quả mò, hoa nghênh đại gia cổ động A. Mặt trên huynh đệ đừng đánh quảng cáo, có hay không cảm thấy đặc biệt kinh diễm. Mỹ thực tiết hàng năm là một lần, đối với đại tam đại tứ người tới nói đã không tươi. Mỹ thực tiết thượng sẽ xuất hiện cái gì đồ ăn, trên căn bản đều có thể đếm được, cho dù tốt ăn có thể so sánh được mỹ thực nhai bên kia quầy hàng. Có điều tham gia trò vui là phần lớn người thiên tính, rất nhiều người vẫn là hội đi đi một vòng, mua điểm mình cảm thấy hứng thú đồ ăn. C khu 00 số 3 quầy hàng trứng luộc nước trà cùng sợi đây cây đậu làm đều rất tốt, kiến nghị đi thử ăn một hồi. Nhà này trứng luộc nước trà rất thơm, mùi vị cũng rất tốt, kiến nghị sớm một chút đi nếu không liền bán xong. Trứng luộc nước trà lại như là cái tín hiệu, quần bên trong lập tức nhô ra không ít người, giao lưu trước mình dùng trà dịp đảng cảm tưởng. Đồng học, ta nhớ tới ngươi, cao tam đại hội thể dục thể thao thời điểm, các ngươi thập ngũ ban trứng luộc nước trà, này hương vị thực sự là quá thèm người. Mua trứng luộc nước trà đội ngũ có chút trường, Dương Hà Khanh vội vã hạn mua sắm, nàng mới vừa xả hạ một cái túi, liền nghe trước mắt bạn học trai nói rồi lời này xin chào, hai cái trứng luộc nước trà, bốn khối tiền. Dương Hà Khanh đem túi đưa tới. Này bạn học trai nhìn đang bận trước hứa ương, không nhịn được hỏi. Nhà ngươi không ở cựu thị trường bán trứng luộc nước trà sao? Tưởng hắn chu mặt thật vất vả dậy sớm một lần, chạy một chuyến cựu thị trường, lại bị báo cho nhân gia đã rất lâu không tiền lời trứng luộc nước trà. Đối với vấn đề này, Dương Hà Khanh đã không phải lần đầu tiên đụng tới, nàng lập tức đem hứa gia Mỹ thực điếm địa chỉ lưu loát cổng đi ra. Hàng sáng tỏ càng xem xem, phát hiện chỉ còn dư lại một cái túi chim cút đảng, đậu làm một túi bán, dựa theo tốc độ bây giờ, buổi trưa tả hữu liền muốn bán sạch. Hứa ương, người có muốn hay không lại nhập hàng? Hứa ương bán giá cả không phải rất đắt, lời không nhiều, đương nhiên phải bán càng nhiều mới kiếm lời nhiều lắm. Hứa ương đem xử lý tốt trứng gà bỏ vào lỗ trong nồi, quay đầu nhìn xuống túi, ta vậy thì gọi điện thoại. Sau đó, nàng lại quay đầu cùng Dương Hà Khanh, Diệp Hướng Đông nói. Bán xong này hai qua, chúng ta liền nghỉ ngơi, buổi chiều lại tiếp tục. Buổi trưa Thái Dương có chút lớn, có chút sưởi, có điều chủ yếu nhất vẫn là quá mệt mỏi. Buổi trưa không doanh nghiệp, vừa vặn thừa dịp thời gian này đi dạo những bạn học khác quầy hàng. Dương Hà Khanh cầm môi vớt ở trong nồi dạo một hồi, nhìn lại một chút xếp hàng nhân số, rất nhanh sẽ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Nàng này hội mới cảm nhận được làm nghề phục vụ khổ cực, vừa đứng chính là hảo mấy tiếng, còn phải mặt mỉm cười, thực sự là không dễ dàng. Trứng luộc nước trà rất nhanh sẽ bán xong, xếp hạng người phía sau không mua được, bọn họ phiền muộn cực kỳ, muốn dự định, nhưng là hứa ương không đồng ý, chỉ nói 2 giờ chiều hội một lần nữa khai trương. Những bạn học này không có cách nào, cũng không thể sáng tỏ xếp hàng đi, vậy thì mua đậu làm cùng chim cút đảng đi. Hứa ương thấy thế, trực tiếp liền treo lên tạm dừng nghỉ ngơi nhãn hiệu. Vương Văn Xuyên ghế ngồi tử thượng, xoa xoa chua đau bắp chân, mở ra ký túc xá quần. Quần bên trong đã quét mấy trăm điều tin tức, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua, đều là tam ca xá hữu báo cáo bọn họ tuyên truyền chào hàng tiệt đồ. Sau đó, bọn họ đồng thời Vương Văn Xuyên. Lão Xuyên, đáp ứng ngươi sự chúng ta làm được, cầu ăn ngon, không muốn những khác, liền này trứng luộc nước trà cùng đậu làm là được. Hứa ương đi sát vách thương gia quầy hàng mua mấy chén trà sữa, phân cho cực khổ rồi một buổi sáng đồng học. Khổ cực các ngươi. Hứa ương đem hấp quản cắm vào trong ly. Dương Hà Khanh hút một ngụm lớn trân châu, gò má phình, ương ương, ta cảm thấy ngươi số phiếu sẽ là cao nhất. Chuyện làm ăn hảo cùng số phiếu quan hệ không lớn, còn phải chờ buổi tối mới có thể biết kết quả nơi này đầu biến số có chút lớn, hứa ương không tự tin như vậy. Hương ương ương, ngươi muốn đối với mình có lòng tin một điểm. Dương Hà Khanh lãm quá hứa ương vai, đến, chúng ta tự đập một tấm. Các ngươi bữa trưa muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Hứa ương thấy Dương Hà Khanh đánh xong rồi bức ảnh, liền cầm lấy điện thoại di động của chính mình, chuẩn bị điểm một điểm thức ăn ngoài. Không vội, chúng ta cũng không đói. Diệp hướng đông vung vung tay, hiện tại là cơm điểm bất kể là căng tin vẫn là bên ngoài mọi người nhiều vương văn xuyên liếc nhìn dịp hướng đông lời này nói tới cũng quá giả đi hứa ương buổi trưa hôm nay mời ăn cơm chưa tính hôm nào chu mặt ngươi xuống bếp thao chúng ta dịp hướng đông vừa nghe lời này con mắt đều sáng hắn nắm cùi chỏ đụng phải vương văn xuyên một hồi này đề nghị này tốt này đương nhiên không thành vấn đề hứa ương cười hít mắt các ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, đến lúc đó ta làm thêm vài món thức ăn. mấy người chính trò chuyện, hứa ương liền nhận được hứa thắng điện thoại. ương ương, ngoại trừ đậu làm cùng chim cút đản, trứng gà còn muốn sao? hứa ương đánh giá số lượng, này lại đưa lục hòm đến đây đi. nếu như có còn lại, liền mang về trong cửa hàng dùng. được, còn có, người bên kia có mấy người, đừng thúc đường thẩm chính đang cho các ngươi đóng gói ăn. năm cái hứa ương biết trong nhà buổi trưa tịnh không phải rất bận liền đồng ý ngươi trên đường tới cẩn trọng một chút hứa ương cúp điện thoại cùng những người khác nói chúng ta trước tiên đi đi dạo những gian hàng khác đi ta đường ca phải cho chúng ta đưa cơm nhà ngươi trong cửa hàng dương hà khanh hỏi không sai hứa ương gật đầu đại gia đều có chút chờ mong thương lượng một chút chia làm hai nhóm đi cuốn sạp hàng hứa ương cùng Dương Hà Khanh, hàng sáng tỏ càng trước tiên đi cuốn, đợi lát nữa trở về thay Vương Văn Xuyên cùng dịp hướng đông. So với học sinh sạp hàng, thương gia sạp hàng xác thực càng có ưu thế, còn có một chút đồ ăn vặt nhãn hiệu, nhân cơ hội làm hoạt động, còn làm một cái tuyên truyền. Học sinh sạp hàng tuy rằng tiểu, ngoại trừ thông thường một ít đồ ăn, có không ít học sinh còn làm có địa vực đặc sắc mỹ thực. Tỷ như khảo lạnh mặt, hàng thức thiêu đốt, hải lệ ráng vân vân hứa ương quay một vòng, cảm thấy không sai sẽ mua một điểm nếm thử. Này một ít sạp hàng trước tuy rằng không có ai xếp hàng, thế nhưng mua người vẫn có không ít. Có điều làm cho nàng lúng túng chính là, ở cúng trong quá trình, nàng còn nghe được có một ít quầy hàng đang thảo luận trứng luộc trong nước trà của chính mình. Trứng luộc nước trà hạn lượng không nói, mua người còn muốn xếp hàng, chuyện này đối với cái khác sạp hàng uy hiếp có chút lớn. Đặc biệt dự định ở cái này Mỹ thực tiết thượng bắt được thứ tự người, trong lòng thì có điểm không thoải mái. Những này sạp hàng thảo luận cũng không phải cái gì tốt thoại, tỉ như liêu bao không phải hứa ương mình phối, mà là mua vân vân. Hứa ương nghe xong đều có chút buồn cười, người nói lời này, tại sao không nói này mấy cá sợi đây cây năng quầy hàng, trực tiếp hay dùng mua nồi lẩu để liêu được rồi. Dương Hà Khanh có chút sinh khí, nếu không là hứa ương lôi kéo, nàng đều muốn lên trước theo người lý luận đúng là hàng sáng tỏ càng nói bọn họ chính là đố kỵ chúng ta buổi chiều cố gắng nửa một ít tranh thủ bán càng nhiều trứng luộc nước trà ba người ở c khu cùng b khu quầy hàng xoay chuyển dưới mua điểm nổ xuyến hải lệ ráng sẽ trở lại đổi hai tên nam sinh đi ra ngoài cuốn hứa ương ăn một chút thảo xuyến đem trà sữa uống xong tiếp tục làm việc nàng hiện tại sớm đem trứng luộc nước trà đầu làm chờ làm tốt, buổi chiều liền không cần như thế bận biệu. Không tới một canh giờ, hai tên nam sinh trở về, hứa thắng cũng đến. Hứa ba hứa mẹ vì cảm tạ Dương Hà Khanh bọn họ, cấp đóng gói rất phong phú thức ăn. Phan phấn mặt trên cái tràn đầy một tầng lỗ thịt bò, tam hộp tay xé kê, một đại hộp lỗ ngưu đổ. Ngoài ra, còn có một đại hộp chua thoải mái khai vị chua cây cải cũ. Đây là hứa ương cấp lưu ánh làm, hứa ba cấp đưa một đại hộp, xem ra lưu ánh tuần này còn chưa có xuất hiện nôn ngén phản ứng. Dương Hà Khanh cầm một bát phan phấn, đối hàng sáng tỏ càng nói. Đây là ương ương gia trong cửa hàng bản hiệu chi nhất, mau nếm thử. Hàng sáng tỏ càng trước tìm hứa ương muốn địa chỉ, nhưng tịnh không có đi trong cửa hàng, nàng cầm chiếc đũa phan phan phấn. Nàng không cay không vui, vốn là mình hội ăn không quen cái này khẩu vị, nhưng mà vừa vào khẩu, nàng liền bị mùi vị này kinh ngạc một hồi phan phấn xác thực không cay thế nhưng màu nâu nước tương hương nùng quấn ở phấn thượng nhập khẩu thoải mái hoạt ăn rất ngon hứa ương đem nắp hộp đều mở ra thấy hàng sáng tỏ càng nâng bát ăn phấn vội vã từ túi nhảy ra một túi nhỏ cây ớt du sáng tỏ càng này có cây ớt ngươi thêm một điểm a à, tốt đẹp hàng sáng tỏ càng thêm cây ớt du quấy đều nếm thử một miếng con mắt không khỏi sáng này quá hợp khẩu vị của nàng năm người vừa nãy tuy rằng đều ăn chút gì lót cái bụng, nhưng vẫn như củ đêm này phan phấn cùng tay xé kê cấp ăn sạch sành xanh. Cho tới chua cây cải cũ, đó là sau khi ăn xong tiêu cơm điểm tâm, dùng cây tâm đâm trước, mấy người thỉnh thoảng liền gặm một khối. Ở hứa ương bên cạnh một cái khác sạp hàng làm khảo tràng, các loại phong vị lạp xưởng, hương vị vốn nên là nồng nặc, làm sao vẫn là không sánh bằng hứa ương trứng luộc nước trà. Cũng may trứng luộc nước trà hấp dẫn lại đây có đủ nhiều đồng học, đến khảo tràng sạp hàng thượng đến thăm đồng học còn không ít. Hai người là đại nhị học trưởng, đã quan sát hứa ương bọn họ một buổi sáng. Này hội bọn họ thấy hứa ương mấy người cơm nước xong, này chuẩn bị bắt đầu doanh nghiệp, không khỏi lên tinh thần. Bọn họ có linh cảm, buổi chiều khách mời nhất định sẽ càng nhiều, đây chính là bọn họ kiếm tiền cơ hội thật tốt. Thứ sáu buổi chiều sách giáo khoa đến liền tương đối ít, tan học đắt sớm, khí trời cũng không như vậy nhiệt, chính là Mỹ thực tiết đỉnh cao kỳ. Cùng lúc đó, ngoại giáo đồng học cũng sẽ nhân cơ hội lưu đi vào. Ở trong trường học tổ chức Mỹ thực tiết, này bầu không khí cùng bên ngoài Mỹ thực nhai đến cùng là có sự khác biệt. Rất nhiều ngoại giáo đồng học đều yêu thích đến tham gia trò vui, luôn cảm thấy trường học khác so với mình trường học tốt. Ương ừ, ương, chúng ta đến rồi hồng đan yến cùng từ tri văn rất xa đã nghe đến trứng luộc nước trà mùi thơm lại vừa nhìn này xếp hàng đội ngũ hai người tức thì liền tinh thần xem ra chuyện làm ăn cực kỳ tốt a à. hai người không có quấy rầy hứa ương yên lặng mà từ phía sau tiến vào quầy hàng làm hết sức hỗ trợ dương hà khanh nhìn thấy hồng đan yến lại đây hướng nàng nở nụ cười dưới hỏi một bên hứa ương hương ương ngươi có hay không cảm thấy nhân càng nhiều Hứa ương liếc nhìn xếp hàng đội ngũ, thật giống Vân. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, này không nên a. À. Hồng Đan Yến giải thích. Ương ừ, ương, ngươi không biết sao. Trứng luộc trong nước trà của các ngươi quầy hàng ở đại học thành vài cái nhóm lớn bên trong phát hỏa. Mặt sau này mấy người, phần lớn đều là ngoại giáo, bọn họ mộ danh mà đến, muốn nhìn một chút trứng luộc nước trà có phải là những người khác trong miệng nói như vậy hương ăn ngon như vậy. Hồng Đan Yến trong lòng có chút đắc ý, có thể làm ra tốt như vậy ăn trứng luộc nước trà người nhưng là nàng bạn học cũ, nàng rất tin tưởng. Này mấy người chỉ cần hưởng qua trứng luộc nước trà, liền cũng lại không lọc mắt trứng luộc trong nước trà của hắn, luôn cảm thấy thiếu một chút ý vị. Hồng Đan Yến nghĩ, hướng về trong nồi xem xét một chút, nhìn lại một chút xếp hàng đám người, xem ra nàng ngày hôm nay là ăn không được trứng luộc nước trà, nếu không chu mạc lại đi hứa gia trong cửa hàng một chuyến ngoại trừ trứng luộc nước trà nàng cũng có chút muốn ăn tay xé kê. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Á quân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trên chỗ bán hàng trứng luộc nước trà trước hết bán xong, ngay sau đó là đậu làm cùng chim cút đảng. Hứa ương thượng tá nội võng nhìn xuống, phát hiện diễn đàn nhiệt nhiệt nháo nháo, liên quan với mình quầy hàng thiếp mời cũng không tốt. Nàng nhìn thấy có mấy cái thiếp mời đang vì mình kéo phiếu. Hứa ương khả không cảm giác mình trong thời gian ngắn thì có miếng, liền suy đoán hẳn là vị nào bạn học cũ hỗ trợ. Có điều khoảng 4 giờ, hứa ương liền chuẩn bị thu sạp, mặt sau người đến liền không mua được, không khỏi rất là tiếc nuối. Hứa ương xem thời gian còn sớm, liền dự định trước tiên thu sạp, muốn mời mấy vị hỗ trợ bằng hữu đi ăn cơm. Vương Văn Xuyên lại đột nhiên nói. Hứa ương, ta cảm thấy ngươi khả năng vẫn là phải nghĩ biện pháp kéo xuống phiếu. Hứa ương nhấp môi dưới. Kéo phiếu có chút khó, ưu thế của ta còn chưa đủ. Dương Hà Khanh đột nhiên vỗ vỗ hứa ương cánh tay, ương ương, ngươi những này lỗ thang muốn đổ đi sao? Hứa ương gật đầu. Nếu không giữ lại cũng vô dụng. Nàng cũng không thời gian bảo dưỡng, những này lỗ thang rất dễ dàng liền hỏng rồi vậy này cái trứng luộc nước trà lỗ thang làm được trứng luộc nước trà cùng ngươi làm hội có sự khác biệt sao dương hà khanh lại hỏi hứa ương nghe dương hà khanh câu hỏi suy nghĩ ra nàng một điểm ý tứ sẽ không kém rất nhiều ta còn có phối cốt liêu bao có thể lại thêm công hứa ương nheo lại mắt có điều này muốn nói thế nào ngươi trước tiên đem hai oa lỗ thang cấp điều phối một hồi chúng ta thương lượng một chút Dương Hà Khanh trong lòng có cái ý nghĩ. Nàng cùng dịp hướng đông, Vương Văn Xuyên mấy người thương lượng một chút, thì có chủ ý. Vương Văn Xuyên ở ký túc xá quần bên trong phát ra cái tin tức, đều còn tỉnh trước sau. Mau mau nắm cái oa hoặc là chén lớn, lại đây Mỹ thực xê khu số 3. Lão Xuyên, sao? Ta buổi trưa cho các ngươi mang trứng luộc nước trà, sợi đây cây đậu làm còn muốn ăn sao? Tưởng này mau mau mang theo bồn lại đây trang lỗ thang, chính chúng ta mua vật liệu mình lỗ. Vương Văn Xuyên lời này một phát đi ra ngoài, hắn ba cái xá hữu sửng sốt một chút, sau đó hoang hô lên tiếng, cấp tốc tìm kiếm khởi dung lượng lớn lọ chứa. Sau đó, các ngươi phân biệt đem tin tức này private chat cho mình người còn tốt hơn. Bán khảo tràng hai cái học trưởng bận biểu đắt đầu đầy mồ hôi, đều không không đi quan tâm hứa ương sạp hàng mãi đến tận hàng của bọn họ chỉ còn dư lại ruột hung khói lúc này mới phân tâm đi quan sát sát vách này một nhìn thả không được dĩ nhiên có mấy cá nhân cầm nồi cơm điện nội đảm đến thịnh lỗ thang bọn họ mặc giày tiến lên vừa hỏi mới biết này hai oa lỗ thang tiện nghi bán hai người không có chút gì do dự lập tức từ mình trên chỗ bán hàng đem ra một cái bồn xếp vào bọn họ thèm nhỏ giải rất lâu trứng luộc nước trà lỗ thang xong sau hai người liền đem tin tức này cấp phát đến mấy cái quần bên trong dương hà khanh nhìn theo vương văn xuyên mấy cái bạn cùng phòng ly khai nhìn thấy sát vách quầy hàng hai người kích động phát tin tức khóe miệng vi câu nhìn bọn họ có bao nhiêu chuyện làm ăn đầu óc a à. vào lúc này oa ở ký túc xá cũng không có nhiều người không ít người biết được tin tức này trước tiên chạy về ký túc xá sau đó sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hứa ương quầy hàng tin tức lưu truyền đến mức rất nhanh hứa ương sạp hàng lần thứ hai bài nổi lên đội ngũ trong đội ngũ người cầm đủ loại lọ chứa chờ trang lỗ thang ngoại giáo học sinh thấy không khỏi rất ít ảo não bọn họ cũng muốn a à, đáng tiếc trong tay không có tiện tay lọ chứa chậm một chút biết được tin tức đồng học tới rồi phát hiện hai loại lỗ thang một điểm để đều không còn lại không khỏi phiền muộn đắc không được ai có thể nghĩ tới hứa ương bán đấu giá lỗ thang đâu hứa ương đem trên chỗ bán hàng đông tây thu dọn hảo dương hà khanh bọn họ ra ý đồ này thật là tốt nàng đều không dày buồn phiền này hai oa lỗ thang xử lý vấn đề này một ít dụng cụ phải đợi hứa thắng cùng hứa triệt lại đây bày sạp thời điểm lại thuận tiện lấy đi mọi người cùng nhau thanh lý xong quầy hàng hứa ương muốn mời mọi người ăn cơm còn chưa mở miệng vương văn xuyên liền bị hắn ký túc xá người lôi đi bọn họ mua được hai loại lỗ thang dự định thượng siêu thị chọn mua nguyên liệu nấu ăn, đêm nay có thể đem sợi đây cây lỗ than đương thang để đến soạt nồi lẩu. Vương Văn Xuyên vừa đi, hàng sáng tỏ càng cũng không tiện lưu lại, nàng cùng Dương Hà Khanh bọn họ đều không quen, đợi lúng túng. Dương Hà Khanh mấy người đều nói xong rồi, chờ hứa ương xuống bếp mời khách, đêm nay dĩ nhiên là quên đi. Bọn họ tiếp tục đi cuốn cái khác Mỹ thực thang. Cái khác sạp hàng ly thu sạp còn sớm trước ni. Này biết, mỗi cái nhà ký túc xá lâu quản a di liền nhìn thấy không ít học sinh bưng bồn hoặc là nồi cơm điện nội đảm chứa cái gì nước canh tiểu tâm giật giật sợ cầu thang các nàng cảm thấy có chút kỳ quái những học sinh này lộng cái gì xem ra đêm nay lại phải có không ít học sinh ở trong túc xá nổ súng lại đắc lên tinh thần nếu như đâu ký túc xá dùng điện không đúng phải đi nhìn chằm chằm để ngừa bất ngờ phát sinh có điều tin tưởng lâu quản a di chẳng mấy chốc sẽ biết đáp án buổi tối hôm đó hầu như mỗi một nhà nhà ký túc xá bên trong đều có như vậy mấy gian ký túc xá truyền ra này mê người lá trà hương vị cùng lúc đó trong sân trường quầy bán đồ lặt vặt trứng gà cũng bị quét đi sạch sành xanh không ít người còn chạy đến phụ cận siêu thị chọn mua mình thích nguyên liệu nấu ăn trở lại lỗ trong nồi cơm điện nấu trước trứng luộc nước trà hương vị nhẹ nhàng một chỉnh tầng lầu một gian trong túc xá vây quanh vài cái ký túc xá người đại gia cầm điện thoại di động tán gẫu đề tài chính là ngày hôm nay mỹ thực tiết bỏ phiếu đại gia chỉ có một buổi tối bỏ phiếu thời gian mỗi cái học sinh chỉ có một phiếu rạng sáng một điểm sau bỏ phiếu đường nối đóng hiện nay số phiếu nhiều nhất chính là đại tam mấy vị học trưởng đồng thời lộng nổ xuyến sạp hàng trên thực tế rất nhiều người là chẳng muốn bỏ phiếu mà đang cố gắng kéo phiếu người mục tiêu chính là này một ít nhân thủ trung phiếu. Thơm quá, có thể ăn đi. Vương Văn Xuyên trong túc xá chen mười mấy người, bọn họ đều nhìn chầm chầm trên đất cái nào nồi cơm điện xem, bên trong chính nấu trước trứng luộc nước trà. Mà một cái khác nhiệt điện trong nồi thiêu đốt lỗ than, chim cút đảng, trong biển, củ sen, đậu làm chờ ném vào đi, sẽ chờ trước đun sôi ăn. Vương Văn Xuyên nhìn trong tay bọn họ bác, không khỏi có chút dở khóc dở cười, dù là tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa, cũng không thể đem cửa túc xá cấp khóa lại. Mọi người đều biết Vương Văn Xuyên ngày hôm nay giúp hứa ương một ngày, bắt được lỗ thang là nhiều nhất, đều muốn đến sượt một cái ăn. Vương Văn Xuyên cầm điện thoại di động lên, xả lại khóe miệng. Muốn ăn cũng được, trước tiên bỏ phiếu, khả biệt đầu sai rồi, là C khu không không số 3 hứa ương. Lão Xuyên yên tâm đi, chúng ta giúp ngươi kéo phiếu, đợi lát nữa có thể ăn nhiều mảnh đậu làm chứ một người trong đó hỏi vương văn xuyên gật đầu lần này khắc xong những người khác cũng dồn dập nói mình có thể hỗ trợ kéo phiếu liền muốn ăn nhiều một mảnh đậu làm mà không sai biệt lắm cảnh tượng đều phát sinh ở không giống ký túc xá có điều nữ sinh người bên kia muốn ít một chút thứ sáu mà rất nhiều người đều đi ra ngoài đi dạo phố trong lúc vô tình hứa ương số phiếu không ngừng trèo lên trên vượt qua một cái lại một cái, ở 11 giờ sau, liền tiến vào 10 người đứng đầu. Hứa ương nhìn số phiếu, xoa xoa mặt, vẫn là không nhìn, cái cảm giác này đúng là quá lo lắng. Trong nhà đều biết hứa ương ngày hôm nay bày sạp, nhưng cũng không biết bỏ phiếu sự, hàng huyên vài câu, liền phân biệt đi ngủ. Hứa ương đem điện thoại di động ném qua một bên, cầm lấy một quyển mình đào đến Mỹ thực thư xem. Nàng nhìn nhìn, mí mắt liền thẳng đánh nhau, ngủ thiếp đi. Hứa ương là bị điện thoại cấp đánh thức, nàng mở mắt ra, mờ mịt nhìn lượng lắc lắc đèn bàn, đem điện thoại di động bắt được bên tai. Ương ương, ương ương, ngươi đạt được người thứ hai. Gọi điện thoại tới được là Dương Hà Khanh, nàng rất hưng phấn, ở đầu bên kia điện thoại riết gào lên. Hứa ương xoa xoa con mắt, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến, bỏ phiếu hết hạn. Ương ương, ngươi đi tới nhìn nhìn, tuy rằng không nắm người thứ nhất, thế nhưng ngươi thảo luận độ, được hoan nghênh trình độ khẳng định là cao nhất trước người thứ nhất vẫn là người thứ nhất nhân gia làm nổ xuyến không sai lại có người mạch hứa ương đánh không lại rất bình thường hứa ương đem trò chuyện giới thu nhỏ lại tiến vào giáo nội võng quả nhiên thấy tên của chính mình nàng không nhịn được cong lên khóe miệng ta thấy ngày hôm nay cảm tạ các ngươi hỗ trợ không cần cám ơn không cần cám ơn chúng ta chờ ngươi làm bữa tiệc lớn Dương Hà Khanh để Hứa Ương ngủ tiếp, nàng muốn tiếp theo thức đêm đi tới. Hứa Ương cúp điện thoại, nhìn xuống quần, phát hiện lớp quần cũng đang thảo luận chuyện này, có hơn nửa đồng học đều mình tỉnh chút. Hứa Ương xoa xoa con mắt, nằm xuống tiếp tục ngủ. Cuối tuần này, Hứa Ương không ở trường học, thế nhưng tên của nàng cùng trứng luộc nước trà, hầu như toàn giáo học sinh đều có nghe thấy. Lại là một tuần lễ mới, Hứa Ương phát hiện thật là nhiều người nhìn mình cười có còn nhiệt tình chào hỏi. Nếu như bọn họ không hỏi trứng luộc nước trà liêu bao là tốt rồi. Đúng, không ít người muốn tìm hứa ương mua trứng luộc nước trà liêu bao, nhưng nàng hiện nay còn không ý nghĩ gì, trong túc xá làm trứng luộc nước trà, mùi vị này quá nặng, khẳng định có học sinh phải có ý kiến. Chương 1 Tan học, hứa ương thu được tin nhắn, để Mỹ thực tiết bỏ phiếu 10 người đứng đầu người phụ trách ở một giờ chiều thì đi tới một cái nào đó hoạt động thất mở hội. Hứa ương xá hữu tin tức tịnh không linh thông, thế nhưng 500 linh một ngược lại, tin tức linh thông hơn nhiều. Hứa ương đóng gói về ký túc xá ăn cơm trưa, sáng tỏ tinh tinh cùng lưu ái linh liền đến. Hai người bọn họ quầy hàng bán vẫn được, kiếm lời một điểm tiền tiêu vặt. Hứa ương, ngươi biết lúc này Mỹ thực tiết các ngươi khen thưởng là cái gì không? Sáng tỏ tinh tinh hơi chớp mắt, ta hỏi thăm được điểm tin tức, ngươi có muốn nghe hay không? Hứa ương biết năm rồi Mỹ thực nhai xếp hạng hàng đầu khen thưởng, tỉ như giáo sư căng tin dùng cơm khoáng, mổ hàng hiệu ở tạm đồ ăn vặt gói quà lớn vân vân. Nàng cảm thấy năm nay hẳn là sẽ không rất bất ngờ. Ta nghe nói, trường học có ý hướng cấp Mỹ thực tiết năm người đứng đầu đồng học ở căng tin các khai một cái trước cửa sổ. Thật sự giả. Trần Ngọc Tiệp đột nhiên từ trên điện thoại di động ngẩng đầu lên. Thập có tám, cửu là thật sự, các ngươi không phát hiện tối hôm qua mặt sau 2 giờ bỏ phiếu rất kịch liệt sao? Sáng tỏ tinh tinh mới cảm thấy kỳ quái đây, hứa ương không kéo phiếu, lại là tân sinh, vẫn còn có nhân tự phát vì nàng kéo phiếu bỏ phiếu. Lưu Ái Linh bổ sung nói, kỳ thực chúng ta hoài nghi hội học sinh người trước thời gian biết rồi khen thưởng, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới hứa ương số phiếu hội cao như vậy. Dù sao ngoại trừ hứa ương, năm người đứng đầu người phụ trách đều là giáo hội học sinh bên trong thành viên. Hứa ương đem cơm trên nắp hộp, mặc kệ thật giả, đợi lát nữa nàng đi học liền rõ ràng. Có điều, nàng hy vọng sáng tỏ tinh tinh nói chính là thật sự. Ly một điểm còn có 10 phút, hứa ương liền sớm đến hoạt động thất, nơi đó đã có hai người, bọn họ đang cúi đầu trò chuyện. Bọn họ thấy hứa ương đi vào, không hẹn mà cùng ngậm miệng. Hứa ương chọn cái cách bọn họ khá xa chỗ ngồi xuống, Chờ phụ trách lão sư lại đây. Phụ trách lão sư khoảng chừng 40, 50 tuổi, phí lời hơi nhiều, nửa giờ sau mới tiến vào đề tài chính. Như sáng tỏ tinh tinh nói như vậy, bọn họ thu được năm cái trước cửa sổ kinh doanh quyền, còn trước cửa sổ vị trí, dựa vào rút thăm. Thế nhưng lần này tới được là 10 người đứng đầu, căn cứ vị lão sư này lời giải thích, năm người đứng đầu đều muốn cùng lục đến 10 tên hợp tác, có thể mình tổ hợp Hứa ương vận may cũng không tệ lắm, đánh vào bọn họ khu túc xá bên cạnh căng tin. Có điều nàng ở trước cửa sổ không phải rất tốt, ở tối bên trong góc, bình thường học sinh đi căng tin ăn cơm, đều sẽ không đi tới phần cuối đi, bên kia trước cửa sổ rất quạnh cu ẻ. Hứa ương nắm bắt rút thăm tờ giấy, ngẩng đầu nhìn cái cuối cùng không tổ đến đội người, là người thứ 10 nữ sinh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Mời khách Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hứa ương nhìn một chút những người khác vẽ mặt, tịnh không có rất dễ dàng dáng vẽ, xem ra bọn họ đánh vào trước cửa sổ nên cùng mình tương tự. Có điều ngẫm lại cũng là, nếu như cái kia trước cửa sổ chuyện làm ăn hảo, trường học cũng không thể đem ra cấp học sinh thí nghiệm. Hứa ương suy đoán sẽ đem 10 người đứng đầu biến thành hợp tác, chủ yếu là vì phòng ngừa có người bỏ gánh không làm vậy còn có một người khác tiếp bàn. Thu được người thứ 10 nữ sinh tên là Hồ Giai Huyên, ở Mỹ thực tiếp làm chính là Thọ Ti, am hiểu bãi bàn. Nàng đến mở hội, biết được khen thưởng dĩ nhiên là cấp một cái trước cửa sổ kinh doanh, thì có chút mất hết cả hứng. Vì thế ở những người khác chủ động đi tổ đội thời điểm, nàng rất tiêu cực ứng đối. Hồ Giai Huyên biết được mình cùng hứa ương hợp tác, đối trường học quyết định này càng bất mãn. Nàng chúc thọ ti, chú ý tinh xảo, khéo léo, mỹ vị, mà hứa ương làm cái gì, trứng luộc nước trà, lỗ đậu làm, coi như mùi vị hảo thì thế nào, không hề có một chút vẻ đẹp. Phụ trách lão sư họ mã, hắn thấy 10 người đã tổ hảo, liền bắt đầu tuyên bố những chuyện khác. Tỷ như mở đầu tài chính, kinh doanh phạm vi, nhập hàng, kệ bếp các loại, trường học hội cung cấp nhất định trợ giúp. Đây là một cái hoàn toàn mới thí nghiệm, trường học dự định nhìn, những học sinh này có thể ngoạn ra hoa gì đến hứa ương không biết mỗi người có thể chia được bao nhiêu tài chính khởi động thế nhưng nàng cảm thấy rất hứng thú nàng trong đầu đã liệt ra vài loại đồ ăn phối hợp phương án thích hợp học sinh giới vị lại đơn giản thuận tiện nếu như các ngươi còn có nghi vấn gì hiện tại có thể nói ra mã lão sư nhìn dưới đáy mấy cái học sinh nói rằng hồ giai huyên lập tức nhấc tay lão sư ta học tập rất hồi hộp không có cách nào đem tinh lực đặt ở này cấp trên bởi vậy ta xin lui ra mã lão sư hiếp mắt nhìn hồ giai huyên một hồi cúi đầu nhìn xuống nàng chuyên nghiệp cùng lớp không có vạch trần nàng cớ hồ giai huyên đồng học ngươi nhất định phải từ bỏ sao nếu như ngươi từ bỏ hội do xếp hạng mặt sau đồng học đệ bù ta rất xác định hồ giai huyên dùng sức gật đầu được rồi ta rõ ràng ngươi có việc có thể rời đi trước mã lão sư nhìn về phía những người khác các ngươi có người không tiện cũng có thể lui ra không có ảnh hưởng lại có hai cái học sinh lui ra hứa ương cảm thấy mã lão sư nụ cười có chút miễn cưỡng cũng là trường học lộng cái này khen thưởng lại không sớm thông báo khẳng định có một ít có thực lực lại có ý nghĩ đồng học không tham gia vậy thì có chút lúng túng mã lão sư cúi đầu lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại hắn lại liên hệ mấy cái xếp hạng thấp quầy hàng, tịnh nói rõ tình huống, rất nhanh sẽ tìm đủ nhân. Hứa ương đoàn người đợi mười mấy phút, để bù người hứng thú phấn đến. Tự mình tổ đội, một cái bụ bẩm nam sinh liền không chút nghĩ ngợi, cướp ở những người khác trước mặt ngồi vào hứa ương bên người. Ha, ta rất yêu thích ngươi làm trứng luộc nước trà, mùi vị quá tuyệt. Hồ Vĩnh Khang có chút hưng phấn nói xong, lúc này mới nhớ tới mình quên tự giới thiệu mình. Ta tên Hồ Vĩnh Khang, năm nay Đại Tam, là công cộng quản lý hệ, lần này Mỹ thực nhai sạp hàng làm chính là thiêu tiên thảo. Lần này Mỹ thực tiếp thiêu tiên thảo sạp hàng có thật nhiều gia, hứa ương không quá to lớn ấn tượng. Xin chào, ta tên hứa ương, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Dựa theo mã lão sư lời giải thích, bọn họ có một tháng thí doanh nghiệp kỳ, nếu như mắc nợ hoặc là hợp tác muốn dỡ bỏ hỏa, đắc viết xin thư, trải qua thẩm tra không có sai sót trường học sẽ suy xét thu hồi trước cửa sổ, hoặc là đem trước cửa sổ phân cho muốn thử nghiệm học sinh. Một bên hồ Vĩnh Khang tự hồ rất kích động, nắm nắm đấm, nhỏ giọng nói. Chúng ta mới không thể mắc nợ, nhất định sẽ đem trước cửa sổ làm thành học nhất trước cửa sổ. Chúng ta. Hứa ương không nhịn được liếc mắt, cái này học trưởng tự hồ đối với mình rất tin tưởng, hơn nữa rất yêu thích lầm bầm lầu bầu. Khai xong biết, Hứa ương cùng Hồ Vĩnh Khang trao đổi xong phương thức liên lạc, hẹn cẩn thận buổi chiều sau khi tan học cùng đi căng tin xem trước cửa sổ tình huống. Một tan học, hứa ương cưỡi cùng chung xe công thức một đi tới căng tin, ở lầu một trà sữa điếm tìm tới Hồ Vĩnh Khang. Trong tay hắn ôm hai đại bản từ đồ thư quán mượn thực đơn, văn hay tranh đẹp, nhưng cũng rất nặng. Hứa ương ký túc xá bên cạnh phòng ăn này gọi bọc biển căng tin, có ba tầng lâu, một, hai lâu chủ nếu như đại căng tin, có mỗi cái trước cửa sổ, lầu ba nhưng là các loại xào rau phòng ăn nhỏ cùng giáo sư phòng ăn. Trăng tin rất lớn, hứa ương cái này trước cửa sổ ở lầu hai, từ hai cái cửa lớn đi vào, trước tiên thẳng đi lại chuyển hướng đến cuối cùng mới đến. Cái này trước cửa sổ thiết kế cùng cửa sổ lớn khẩu không giống nhau, chuyên môn dùng cho kinh doanh cái khác thực phẩm. Diện tích không nhỏ, thủy trì, tủ bát, kệ bếp đều rất hoàn chỉnh, chính là có một khoảng thời gian vô dụng, rất tạng ra trước khó nghe mùi vị. Có điều hứa ương dự định trước tiên cải một hồi. Mỹ thực tiết xếp hạng hàng đầu thang chủ có thể được một cái căn tin trước cửa sổ luyện tập tin tức rất nhanh truyền ra, thuyết pháp dồn dập vân vân. Phần lớn đều là không coi trọng. Không gì khác, bất kể là căn tin vẫn là mỹ thực nhai, các loại ăn ngon quá hơn nhiều, học sinh tay nghề liền những kia, có thể lớn bao nhiêu hy vọng. Rất nhiều người đều ở nhìn một tháng sau còn có ai hội lưu lại. Xem xong cái này trước cửa sổ, hứa ương liền chụp mấy bức bức ảnh phát đến quần bên trong. Đại gia đều rất hưng phấn, bắt đầu suy đoán hứa ương muốn làm đồ ăn, tịnh ước trước khai trương một ngày kia đi cổ động. Ở những người khác hỏi hứa ương lúc nào khai trương, nàng đều là cười cười không nói lời nào. Hứa ương cũng không vội, này một tuần nàng dự định đem ra tu sữa, phân phối nhà bếp dụng cụ. Khang ca, ngươi có ý kiến gì sao? nếu như hồ vĩnh khang cũng có muốn kinh doanh đồ ăn giống nàng hội đồng thời cân nhắc đi vào hồ vĩnh khang vung vung tay ta không có gì ý nghĩ trên thực tế tài nấu nướng của ta rất bình thường thế nhưng đối ăn cảm thấy rất hứng thú ta có thể giúp ngươi tham khảo trấn mùi vị hắn nhưng là cái tham điếm tiểu năng thủ ăn hơn nhiều đồ ăn mùi vị làm sao cũng có thể nói cái nhị năm sáu đi ra lại nói hắn chính là người dự khuyết hà tất cùng hứa ương cướp chủ khống quyền. Cái khác bốn cái trước cửa sổ ở này trong vòng một tuần lễ lục tục mở ra, các bạn học đều rất cổ động, hiện nay xem cũng không tệ lắm. Hứa ương cái này trước cửa sổ vẫn không khai, có điều mấy ngày, liền bị mọi người cấp quên hết đi. Thứ sáu, trải qua đơn giản cải trang, quét tước chi hậu, toàn bộ trước cửa sổ rực rỡ hẳn lên. Các loại nhà bếp dụng cụ, nguyên liệu đều chuyển vào hồ vĩnh khang đã biết hứa ương phải làm gì đồ ăn liền bán phan phấn trứng luộc nước trà món kho hoặc trao trộn trứng luộc nước trà ở trong trường học đã nổi danh chỉ dựa vào mùi vị liền có thể đem học sinh hấp dẫn lại đây mà bị hấp dẫn tới được học sinh ngoại trừ trứng luộc nước trà liền có thêm lựa chọn nào khác phan phấn trao trộn món ăn món kho hứa ương ngươi dự định lúc nào thí doanh nghiệp hồ vĩnh khang làm nóng người hắn đã không thể chờ đợi được nữa chủ nhật buổi chiều đi hứa ương suy nghĩ một chút nói nàng ngày mai còn muốn thỉnh tiểu đồng bọn đến nhà ăn cơm đi cũng được hồ vĩnh khang suy nghĩ một chút thời gian này cũng được ngược lại thí doanh nghiệp có khách là được khang ca ngươi có trường học kim chức quần sao chúng ta khả năng cần tìm hai người đến giúp đỡ hai người có thể hay không quá có thêm cái khác bốn cái trước cửa sổ cũng mới thỉnh một người. Không biết. Hứa ương cũng sẽ không để cho mình bị trói chết ở cái này trước cửa sổ thượng. Được, vậy ta hỏi một chút. Nếu có thể chịu khổ, có kiên trì thích sạch sẽ. Hứa ương nhắc nhở, dù sao làm chính là ẩm thực ngành nghề, đối nhân viên có yêu cầu. Khóa kỹ môn, hứa ương hãy đi về trước, loạn trò loạn choạng giao thông công cộng thượng, nàng hướng về kẻ tham ăn bầy nhỏ bên trong phát ra chọn tin tức thứ bảy ta mời khách, có muốn ăn thực đơn có thể báo lên. Diệp hướng đông lập tức phát ra mấy cái tiểu nhân tác hoa hình ảnh, sau đó điểm hắn gần nhất rất muốn ăn hương cây làm oa tôm. Dương Hà Khanh thì lại muốn ăn mùi cá giòn bì đậu hũ, hồng đang yến điểm gia hộp, vương văn xuyên suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra được, để hứa ương tùy tiện làm một cái. Từ tri văn không có gọi món ăn, nói hắn hội mang như thế nguyên liệu nấu ăn đi, trái lại khiến người ta chờ mong hứa ương cũng có mời hàng sáng tỏ càng, có điều nàng từ chối, nói đã sớm cùng đồng học hẹn cẩn thận đi dạo phố. Hứa ương thấy thế, liền không nói cái gì nữa, kỳ thực hàng sáng tỏ càng cũng khả năng là cớ, có điều nàng không cần thiết đâm thủng. Thứ bảy sáng sớm, hứa ương rất sớm đem cần phải mua món ăn cấp mua về. Chờ Dương Hà Khanh bọn họ đến nhà, lập tức liền náo nhiệt lên. Hứa ương cũng mới biết từ tri văn mang chính là món đồ gì, Hắn dẫn theo làm măng tây mảnh. Làm ra măng tây mảnh phao thủy chi hậu, dồi dào no đủ, lại khôi phục xanh tươi màu sắc, ăn lên phi thường thoải mái giòn. Hứa ương tức thì liền ăn bài xong măng tây làm ra thực đơn, liền đem ra xào thịt ba chỉ. Măng tây làm xào thịt ba chỉ cũng không khó, chỉ cần đơn giản gia vị, mà măng tây làm lại đặc biệt hấp du, phối hợp tráng đắc hơi ố vàng, công lên thịt ba chỉ mảnh, đặc biệt ăn với cơm ngày hôm nay vài đạo món ăn đều cần du nổ, tôm, dòng bì đậu hũ, da hộp, còn có làm oa muốn dùng đến phối món ăn. Hứa ương ở trong phòng bếp bận rộn, Dương Hà Khanh cùng Hồng Đan Yến đem nam sinh đều đuổi ra ngoài, hỗ trợ làm trợ thủ đồng thời, các nàng chuẩn bị đồng thời làm một đạo thang. Các nàng chuẩn bị làm chua cây thang, tra xét thực đơn, phối liệu không phải rất phức tạp, hơn nữa có hứa ương ở, chắc chắn sẽ không lật xe đắc lợi hại hương cây làm oa tôm trước hết làm tốt, chỉnh hoa màu sắc đỏ tươi, phối hợp trang sức rau thơm, màu sắc so sánh rõ ràng, thêm vào từng trận hương cây vị, thành công dẫn ra tất cả mọi người trong bụng thèm trùng. Hương cây làm trong nồi phối liệu rất nhiều, có hoa món ăn, củ sen, ngư đậu hũ, cá mực chờ chút, nó phía dưới bày đặt một cái cồn khối, đợi lát nữa vừa ăn một bên thiêu, tư vị càng dày đặc. Mùi cá giòn bì đậu hũ cùng da hộp cũng là muốn sấn nhiệt ăn đặc biệt da hộp, hai mảnh cà gấp thịt nhân bánh, lăng tinh bột, treo tương, trước tiên trung hỏa nổ thục, to lớn hơn nửa hỏa phục nổ. Nổ tốt da hộp màu sắc khô vàng, không phải đặc biệt đẹp đẽ, nhưng nhẹ nhàng cắn một cái, xốc giòn vỏ ngoài, nội bộ cà tô nát ngon miệng, mà kẹp ở cà thịt nhân bánh bỏ thêm mã thầy, tươi mới lanh lảnh. Như thế một cái da hộp, tập trung vài loại vị, hảo này một mực đạo người, một hơi có thể ăn mười mấy cái. Dương Hà Khanh cùng Hồng đang yến chua cây thang không phải rất thành công, hứa ương hỗ trợ gia vị lại, vài món thức ăn đồng loạt bưng đến trên bàn. Diệp hướng đông nhen lửa làm oa dưới tử tinh đăng khối, cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Mỗi người đều hướng về mình muốn ăn nhất món ăn giáp đi. Hứa ương ăn một cái gia hộp, trong lòng thật hài lòng, mùi vị vừa vặn, vị phong phú, sau đó có thời gian có thể làm tiếp. Cho tới mùi cá giòn bì đậu hũ, nàng là lần thứ nhất làm, không chắc chắn lắm có phải là dương hà khanh muốn cái kia mùi vị ừ, Ương ương ngươi quá lợi hại dương hà khanh ăn một khối đậu hủ cấp tốc lại gấp một khối mùi vị không có hoàn nguyên đến giống như đúc thế nhưng giòn bì đậu hủ vị hoàn toàn đúng các ngươi đều sắp nếm thử cái này giòn bì đậu hủ dương hà khanh bắt chuyện trước những người khác nếu như không mau mau ăn đậu hủ vị liền muốn thay đổi mất đi giòn bì vị hứa ương ăn mùi cá giòn bì đậu hủ nhìn mâm trung càng ngày càng ít gia hộp, gia hộp cũng có thể làm thành mùi cá vị đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Doanh nghiệp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bữa cơm này, đại gia đều rất hài lòng, món ăn không nhiều, thế nhưng lượng nhiều a. À. Vương Văn Xuyên tuy rằng không gọi món ăn, thế nhưng này một đại hoa hương cây làm oa tôm, còn có gia hộp, quá hợp khẩu vị của hắn. Vì trong thư, hắn xá hữu chính đang hắn, hỏi hắn đề cử Mỹ thực. Hắn có chút chột dạ, lần này Mỹ thực tiết bỏ phiếu, bọn họ ra không ít lực, không khao dưới thật giống không còn gì để nói. Có điều hứa ương gần nhất khá bận, hắn suy nghĩ một chút, nếu không liền đến hứa gia trong cửa hàng đóng gói kẻ cắp tê, nhất định hợp này 90 dặm hữu khẩu vị. Vương Văn Xuyên vui vẻ làm quyết định, mắt thấy trước làm trong nồi mình thích ăn món ăn sắp bị ăn sạch, vội vã sao khởi chiếc đũa tiếp tục phấn khởi chiến đấu. Cho tới về tin tức, tối nay lại nói. Ương ương, ngày mai thật sự không cần chúng ta hỗ trợ sao? Dương Hà Khanh sau này tựa lưng vào ghế ngồi, lặng lẽ sờ sờ cái bụng, ăn được quá no rồi. Nghe được Dương Hà Khanh, dịp hướng đông ngẩng đầu. Hứa ương, chúng ta đều rảnh rỗi, ngươi đừng khách khí. Ta bán đông tây không phức tạp, giải quyết được. Hứa ương cười nói. Tất cả phối liệu nàng mấy ngày nay chuẩn bị xong, sáng sớm ngày mai quá khứ căng tin, trực tiếp liền có thể khởi công. Ngày mai chúng ta đi cổ động. Từ tri văn nói rằng. Ngày hôm nay hắn ăn được rất thỏa mãn, tương tự là làm măng tây mảnh xào thịt ba chỉ, hứa ương làm mùi vị tựu với da thiếm môn làm không giống nhau. Tốt. Hứa ương chết lại đầu, cầm điện thoại di động lên soạt bằng hữu quyển dương hà khanh mấy người phát bức ảnh đã chiếm được không ít điểm tán cùng bình luận bạn của dịp hướng đông quyển bình luận khá là thú vị hứa ương nhìn nhìn không khỏi bật cười hắn giao bằng hữu nói chuyện đều rất thú vị dương hà khanh nhìn một chút mình đập video có chút tạp dự định trở lại ở trong máy vi tính lại biên tập tài khoản của nàng hiện tại video chương mới không nhiều đã từ mỹ thực chuyển thành học tập mỗi lần một phát mỹ thực video những người ái mộ đều muốn gào gào gọi mấy người giúp đỡ hứa ương đem nhà bếp thu thập xong sau liền cáo từ bọn họ trước tiên đi hứa gia trong cửa hàng một chuyến mua tương xuyến cùng tay xé kê lúc này mới từng người tản ra hứa ương nghỉ trưa lại lại nổi lên đến liền nhìn thấy hứa mẹ phát ngữ âm làm cho nàng cơm tối đi trong cửa hàng ăn lô tử minh nấu canh gà hiện tại lưu ánh hoài dựng trong nhà thức ăn tiêu chuẩn là trà xác tăng lên trong cửa hàng chuyện làm ăn vẫn rất tốt thức ăn ngoài không ngừng bất quá lần này trong cửa hàng tân thỉnh người có chút đặc thù là hứa triệt cùng lưu ánh đồng học cái này đồng học thính lực so với lưu ánh còn muốn kém cho dù mang máy trợ thính trợ giúp không phải rất lớn sinh hoạt thượng gặp phải khó khăn vẫn như cũ không ít hứa ương cách cửa sổ thủy tinh nhìn mang khẩu trang da dẻ năm đen nam sinh động tác nhanh chóng phan phấn ba mẹ trong cửa hàng thế nào hứa ương cười hít mắt hỏi rất tốt. Hứa mẹ lôi kéo hứa ương ngồi xuống, ta nghe A Thắng nói, ngươi muốn ở trường học căng tin khai cái trước cửa sổ. Này có thể hay không quá mệt mỏi. Mẹ, ta sẽ không mệt đến mình. Hứa ương cười hiếp mắt, bán cùng trong cửa hàng như thế phan phấn. Vậy ngươi thường xuyên mời hai người, đây chính là cá thể nghiệm, kiếm lời không kiếm tiền không quan trọng lắm. Hứa mẹ rất rõ ràng làm ăn uống có bao nhiêu ly, đặc biệt cơm điểm, này một làn sóng rồi lại một làn sóng người, đầu đều không nhấc lên nổi. Được rồi. Hứa ương gật gù, nhìn thấy Lưu Ánh bưng một chén canh đi ra, vội vàng tiến lên tiếp nhận. Tẩu tử, cảm giác gần đây thế nào? Có hay không đặc biệt nhớ ăn đông tây? Không có. Lưu Ánh lắc đầu một cái, có điều ngươi dạy chúng ta làm chua ngọt cây cải củ ti, khách mời tiếng vọng rất tốt. Hứa ương nhất thời có chút dở khóc dở cười còn thêm cây cải củ tia này trong cửa hàng có thể giải quyết được nếu không là cửa hàng tiểu nhân thủ không đủ hứa ba hứa mẹ là hận không thể trong cửa hàng nhiều kinh doanh vài loại đồ ăn có thể làm sao không thể hứa mẹ nhấc lên cầm cây cải củ tia lại không khó làm nếu như muốn đưa ăn sáng ta cảm thấy không bằng làm chua cây trong biển tia cái này yêu thích người có thể sẽ càng nhiều chua cây trong biển tia là hứa ương làm thức ăn đường trước cửa sổ chuẩn bị một cái rau trộn món ăn, một đĩa nhỏ một khối tiền, chua cây ngon miệng lại khai vị, tuyệt đối được hoan nghênh. Được, ngươi rảnh rỗi dậy ta làm. Hứa mẹ gật đầu nói, lại không nói muốn từ bỏ cây cải củ tia. Rất nhanh sẽ đến trong cửa hàng bận rộn thời điểm, hứa ương còn muốn hỗ trợ, kết quả là để hứa mẹ cấp đẩy đi rồi. Bọn họ đã có mình tiết tấu, hứa ương đột nhiên thêm đi vào, trái lại có chút luống cuốn tay chân. Hứa ương có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là về nhà trước, quá một quãng thời gian, nàng liền phát hiện hứa ba cho nàng phát tới một chuỗi số điện thoại, trong thị trường đánh số. Đây là hứa ba thường thường nhập hàng địa phương, cấp hứa ương tham khảo một hồi. Hứa ương không có ý định toàn bộ đều muốn trong cửa hàng cung hàng con đường, ngoại trừ có thể dài thời gian chứa đựng, cái khác có thể đi trường học cung cấp con đường, thuận tiện. Khiến thấy hứa ba còn bận tâm cái này, hứa ương cấp hắn phát ra cái khuôn mặt tươi cười tịnh nói cảm ơn, sau đó tiến vào nhà bếp lỗ thịt bò, ngày mai mang đi trường học dùng. Lỗ thịt bò lỗ thang muốn dùng nước luộc, minh vóc còn phải thuận tiện mang tới. Chủ nhật sáng sớm, Hồ Vĩnh Khang liền rất sớm chạy tới căn tin lầu 2, trải qua trọng trang, toàn bộ trước cửa sổ sáng sổ sạch sẽ. Tủ lạnh, quầy hàng bên trong đông tây bày ra có thứ tự, hắn trái lại không biết muốn làm sao hạ thủ. Hắn cấp hứa ương gửi thư tính tức. Hứa ương, ta đã đến căng tin, có cái gì ta có thể làm? Như vậy sớm. Người trước tiên thiêu một siêu nước, tối nay thời điểm đến lầu một tiếp thu một nhóm nguyên liệu nấu ăn. Hứa ương không nghĩ tới hồ Vĩnh Khang như thế đã sớm đi tới, nàng còn ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Sáng sớm là đậu đỏ chút, phối hợp trứng vịt muối, toán dông rau xà lách, nải hoàng bao, đơn giản lại chắc bụng. Hứa ương đến trường học, nhìn thấy Hồ Vĩnh Khang nhàm chán soạt điện thoại di động, nhìn thấy mình con mắt đều sáng. Hứa ương, ngươi đến rồi. Hứa ương gật đầu. Ngươi trước tiên đi ăn điểm tâm, còn lại sự chúng ta lại nói. Ta đã ăn, ta tên hai cái làm kim chức học sinh, 8 giờ sẽ tới. Được, ngươi trước tiên bắt toán, lại dùng cơ khí biến thành tỏi giả, được thôi. Ok hồ vĩnh khang gật đầu này đơn giản kim chức hai cái học sinh là một nam một nữ mới vừa thăng đại nhị hồ vĩnh khang nói bọn họ đều có ở quán cơm kim chức quá trải qua hứa ương gật đầu phí lời không nhiều lời bắt đầu dặn dò hai người làm việc hứa ương trước tiên làm trứng luộc nước trà cái này đơn giản hơn nửa ngâm thời gian càng dài mùi vị càng tốt sau đó chính là lỗ oa tương tự là phối cốt liêu bao có điều lỗ chủng loại so với trên chỗ bán hàng có thêm mấy thứ. Tất cả đều đâu vào đấy tiến hành trước. Có Du Yên Cơ, trứng luộc nước trà hương vị dĩ nhiên không làm sao truyền đi, Hồ Vĩnh Khang có chút thất vọng, lần thứ nhất cảm thấy này Du Yên Cơ công năng không tốt. 10 giờ rưỡi, căng tin cửa sổ lớn khẩu món ăn lục tục lên, có một ít muộn khởi học sinh bắt đầu đến kiếm ăn, nhưng không có nhân chú ý tới tối góc cái này trước cửa sổ. Hồ Vĩnh Khang có chút nóng nảy, hận không thể đi ra ngoài tuyên truyền. Hứa ương cũng không vội, ngày hôm nay chỉ là thí doanh nghiệp, chuẩn bị đông tây lượng thiếu, ấn theo Hồ Vĩnh Khang nói, hắn đã ở vài cái quần bên trong tuyên truyền, không thể bán không được. Kiều Dương là Vương Văn Xuyên sát vách phòng ngủ xá hữu, ở Vương Văn Xuyên bọn họ phòng ngủ pha trà dịp đảng thời điểm, vận may không được, không sượt thượng. Hắn soạt điện thoại di động, phát hiện một cái quần bên trong có người nói hứa ương trước cửa sổ buổi trưa hôm nay liền bắt đầu doanh nghiệp. Kiều Dương con mắt tức thì sáng, vốn là dự định điểm thức ăn ngoài hắn, quyết định tự mình đi một chuyến căng tin, nhìn này trứng luộc nước trà có phải là như nghe đồn trung ăn ngon như vậy. Kiều Dương đem xe đạp đình hảo, căn cứ quần thảo luận, lên lầu 2, sau khi đi vào dọc theo hết thảy trước cửa sổ đi thẳng đến tối phần cuối. Hắn khịt khịt mũi, dĩ nhiên không có trứng luộc nước trà hương vị, không khỏi có chút thất vọng chẳng lẽ không bán trứng luộc nước trà sao hồ vĩnh khang liên tục nhìn chằm chằm vào trước cửa sổ ngoại xem thấy kiều dương quá đến nhân mã thượng tinh thần nhiệt tình bắt chuyện trước đồng học ngươi muốn ăn chút gì không các ngươi có cái gì kiều dương cúi đầu nhìn cửa sổ thủy tinh nội chỉ nhìn thấy một chậu rau trộn trong biển tia cái khác liền không rõ ràng thỉnh hướng về thượng xem chúng ta có thực đơn cùng giới một biểu thịt bò phan phấn, than phấn 13 nguyên, rau xanh phan phấn tứ nguyên, lỗ đậu làm nhất nguyên, trứng luộc nước trà hai nguyên, chua cây rong biển ti nhất nguyên mỗi bàn. Kiều Dương xoắn suýt lại, cho ta một phần thịt bò phan phấn, một cái trứng luộc nước trà, một phần đậu làm, một phần chua cây rong biển tia. Được rồi, tổng cộng 17 nguyên, mời đến bên cạnh chờ đợi. Hồ Vĩnh Khang cầm bút ở trong tay tờ khai thượng hoa trước, sau đó đẩy lên bên cạnh thao tác thai. Hai cái kim chức học sinh liếc mắt nhìn, nhanh chóng cầm một cái mâm lớn, trứng luộc nước trà, đậu làm, trong biển ti nhất nhất mang lên đi, cuối cùng là thịt bò phan phấn. Kiều Dương đợi hai phút, liền bắt được mình món ăn điểm. Hắn thiệt khịt mũi, ồ, có chút hương ni. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, trước tiên lấy điện thoại di động ra chụp ảnh phát đến quần bên trong. Kiều Dương vốn là muốn đem điện thoại di động nhét trong túi, suy nghĩ một chút, đem điện thoại di động chi lên, điểm quay chụp nút bấm, lúc này mới đi bắt trứng luộc nước trà. Trứng luộc nước trà lòng trắng trứng hiện màu nâu nhạt, hoa văn rõ ràng, ly gần rồi, này trà hương nồng nặc, Kiều Dương không nhịn được cắn một cái, tức thì liền rõ ràng tại sao cái này sạp hàng chỉ dựa vào trước trứng luộc nước trà liền có thể đắt người thứ hai. Thật sự ăn quá ngon. Kiều Dương không nở một lần ăn xong, cầm lấy chiếc đũa nếm trải một mảnh đậu làm, tương tự ăn ngon sau đó hắn cuối cùng đem sự chú ý phóng tới này bát phan phấn thượng mấy mảnh thâm màu nâu thịt bò tô đậu tương dưa chua hành thái nhìn không đặc biệt gì hắn tùy ý ăn một miếng tức thì có bị kinh diễm đến cảm giác phấn cùng tiệm khác bán phấn không kém quá nhiều thế nhưng này tương lưu quá đặc biệt quấn ở phấn thượng trái lại cấp này phổ thông bột gạo tăng thêm phong vị thêm vào tô điểm trong đó dưa chua mạc thoải mái tránh thoát vị thật là khiến người ta ăn còn muốn ăn ăn nửa một mảnh thịt bò, nhập khẩu tô nát, tư vị nồng nặc, đặc biệt ăn được thịt bò gân mô, thực sự là càng tước càng thơm. Kiều Dương nghĩ, dùng chiếc đũa bốc lên phấn, từng ngụm từng ngụm ăn, xưa nay không cảm thấy phấn ăn ngon hắn, ngày hôm nay lại đổi mới lại mình Mỹ thực thực đơn. Trước hắn đi cái khác bốn cái trước cửa sổ xem qua, làm đồ ăn cảm giác thường thường không có gì lạ, căn bản cũng không có khiến người ta kinh diễm cảm giác, vốn là cho rằng thứ năm trước cửa sổ cũng như thế không nghĩ tới ngoài ý muốn hồ vĩnh khang liên tục nhìn chằm chằm vào kiều dương xem thấy hắn lại là chụp ảnh lại là lục video không khỏi có chút lo lắng ở khai này một tấm đan trước bọn họ đều ăn một bát phấn đối mùi vị đó khen không dứt miệng nhưng có thể hay không bắt được bọn học sinh này nếm cả mỹ thực mà soi mói miệng này vẫn là ấn số kiều dương ăn xong phấn lúc này mới chú ý tới một bên trong biển tia chỉ một cái, hắn liền bị này vừa chua sót lại cây đông tây cấp chinh phục, đặc biệt khai vị. Kiều Dương chỉ nhìn thấy có tiểu mễ cây cùng toán dông, nhìn đơn giản, trong biển tia không thế nào hấp mùi vị, muốn phan đắc hảo, là muốn tìm công phu, cái này than chủ, có một tay. Hắn có chút hối hận, làm sao liền không ăn trước trong biển tia ăn nửa phan phấn đâu. Kiều Dương đóng lại video, phát hiện quần bên trong một mảnh hắn, hỏi hắn mùi vị như thế nào. Kiều Dương phát ra một loạt điểm tán ngón tay cái, không đến nếm thử, các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Vương Văn Xuyên còn chìm đắm trong game, liền nghe đến sát vách giường xá hữu kêu gào một tiếng, từ trên giường nhảy xuống, nói muốn đi dùng trà dịp đảng. Hắn vừa nhìn thời gian, sắp tới 11 giờ, hứa ương nên bắt đầu doanh nghiệp, vội vã đi đổi giày. Kiều Dương phát xong tin tức, lao miệng, đang chuẩn bị lại mua mấy cái trứng luộc nước trà, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, này trước cửa sổ đã bài một lưu người. Hắn biến sắc mặt, vội vàng tiến lên xếp hàng, trứng luộc nước trà khả biệt bán sạch A, à, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Muốn im dưa chua Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hồ Vĩnh Khang ở mấy cái quần bên trong tuyên truyền, đến trước cửa sổ đến thăm học sinh dần dần tăng nhanh. Trong lòng hắn thở vào nhẹ nhõm, Tuy rằng so với tưởng tượng dự liệu người muốn thiếu một ít, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hưởng qua những đồ ăn này mùi vị, sẽ không có người hội từ chối. Thịt bò phan phấn là trước hết bán xong, hứa ương lỗ tịnh không phải đặc biệt nhiều, dù sao từ trong nhà đề tập tới đến rất luy. Không có thịt bò phan phấn, thế nhưng rau xanh phan phấn vẫn như củ thu được không ít người ưu ái, chỉ cần lại đốt lỗ đậu làm, lỗ trong biển chờ phối liệu, bữa này bữa trưa vẫn như củ phong phú quế đại căn tin đồ ăn vẫn như cũ là mỹ vị ngon miệng cái khác trước cửa sổ mỹ thực cũng sẽ không quá kém những học sinh này thường thường còn chưa đi đến cuối cùng liền bị cái khác đồ ăn cấp câu đi rồi một cái buổi trưa hạ xuống trứng luộc nước trà bán sạch thế nhưng rau trộn trong biển tia lỗ đậu làm chờ đều có còn lại hồ vĩnh khang cầm tờ khai ở tính sổ hứa ương liếc mắt nhìn nói thẳng ta tìm người lộng một đài thu ngân kia như vậy tương đối dễ dàng. Nàng cảm thấy trong cửa hàng hiện tại dùng liền rất tốt, hệ thống đơn giản, dễ dàng thao tác, tồn kho cũng là vừa xem hiểu ngay. Hồ Vĩnh Khang cao mày nói. Nếu như vậy, chúng ta tập trung vào quá to lớn. Hứa ương lắc đầu một cái. Muốn có tốt thu vào, tiền kỳ tập trung vào là cần phải. Nàng càng quan tâm này hai cái kim chức học trưởng học tỷ, bọn họ thao tác đến mức rất lưu loát, Tịnh không bởi vì khách mời nhiều mà luống cúng tay chân. Nếu như có thể, hứa ương là hy vọng bọn họ có thể tiếp tục lưu lại kim chức. Ở nàng nơi này kim chức, muốn thời gian đứng lâu một chút, nói ra khả năng không như vậy thể diện, thế nhưng chỗ tốt nhiều. Ở trước cửa sổ nơi này, công nhân hội có công nhân món ăn, nếu như không có công nhân món ăn, mỗi bữa hội có nhất định kim phối ngạch, trước cửa sổ bán hết thảy đồ ăn đều có thể ăn. Thả kim chức tại giáo nội, thời gian liền tập trung ở ngọ muộn dùng cơm đoạn thời gian, có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Đối với có muốn hay không thỉnh cố định công nhân, hứa ương còn chưa nghĩ ra. Nếu như kim chức học sinh thời gian có thể đều được đến, tự nhiên là đều dùng kim chức học sinh. Vương Văn Xuyên cùng hắn bạn bè cùng phòng đều ăn được muốn ăn đồ ăn. Hiện tại ăn no, mấy người cũng không đi, cầm điện thoại di động tiếp tục ngoạn. Các ngươi có người hay không muốn kim chức? vương văn xuyên đột nhiên hỏi hắn đối ba cái xá hữu gia đình tình huống kỳ thực không phải hiểu rất rõ trong ngày thường cũng không lớn có thể thấy dù sao nam sinh đều khá là sơ ý lão xuyên ngươi vậy có không sai kim chức vương văn xuyên đối diện trần đạt bân hỏi chính là cái này bán lá trà trước cửa sổ hẳn là cần quả thực ngươi có muốn hay không đi hỏi một chút vương văn xuyên nhớ không lầm hứa ương là muốn vời nhân Trần Đạt Bân do dự lại. Vậy ta đi hỏi một chút. Kỳ thực gia đình hắn một lần cho một học kỳ sinh hoạt phí, vừa mới qua đi hơn một tháng, tiền liền bỏ ra một nửa. Trần Đạt Bân cũng không nghĩ tới mình dùng tiền như thế hung, hắn gần nhất đúng là đang tìm kim chức, thế nhưng vẫn luôn không tìm được thích hợp. Hứa ương dùng đại cái môi giảo một hồi lỗ thang, phỏng chừng lại còn lại đậu làm, chim cút đảng chờ số lượng, mới biết đợi lát nữa muốn thêm bao nhiêu lượng xin chào các ngươi này có chiêu kim chức sao hứa ương ngẩng đầu nhìn trước mắt đeo kính nam sinh khá quen ở chiêu có điều cần thời khóa biểu của ngươi xem thời gian có thể hay không bài được với nàng đã xem qua hồ vĩnh khang thời khóa biểu đại tam khóa không phải rất nhiều có rất nhiều thời gian ngâm mình ở trong phòng ăn trần đạt bân lấy điện thoại di động ra tìm tới thời khóa biểu của chính mình cấp hứa ương xem hứa ương xem xét một chút cùng vương văn xuyên như thế chuyên nghiệp chương trình học nhìn rất mãn ngươi lưu một cái phương thức liên lạc đến thời điểm hội cùng ngươi tế tán gẫu chiêu trường kỳ kim chức hứa ương là sẽ không lập tức định ra đến trần đạt bân trở lại vị trí hướng vương văn xuyên lắc đầu một cái nói còn muốn lại tâm sự không biết kết quả ni chúng ta khóa là có chút nhiều vương văn xuyên nhíu mày lại không nói cái gì nữa Hắn sẽ không bởi vì cùng hứa ương thục, tự người khác ưng thuận hứa hẹn, để hứa ương khó làm. Dương Hà Khanh mấy cái đều là ở nhà, buổi chiều mới đến quế lớn, mấy người vừa nhìn thấy vương văn xuyên, trước tiên đè lại một trận đánh no đòn. Gia hỏa này buổi trưa liền đi hưởng qua hứa ương bán đồ ăn, ở quần bên trong dùng sức dụ hoặc bọn họ, không muốn quá phận quá đáng. Ương ương, chúng ta đến rồi. Dương Hà Khanh nhìn này một cái xếp hàng mua trứng luộc nước trà đội ngủ không khỏi chọn dưới mi nhưng vẫn đúng là không ít hứa ương nhìn thấy dương hà khanh mấy người lại đây liền từ giữa đầu đi ra các ngươi tới tìm hàng đơn vị trí làm muốn ăn cái gì nói với ta chúng ta không vội ngươi bận bịu trước tiên đi làm từ tri văn ngẩng đầu nhìn trước thực đơn đều là đơn giản mà lợi ích thực tế món ăn rất phù hợp học sinh tiêu phí trình độ hồng đang yến xem xét nhìn hứa ương ta có thể vào tham quan sao vậy sẽ phải chậm một chút. Hứa ương giải thích, bên trong có các loại thiết bị điện, nhiệt độ cao, có chút muộn. Ngươi hội giải quyết được sao? Dương Hà Khanh nhìn đội ngũ không ngừng có người nối liền đi, liền thúc trước hứa ương đi vào bận biệu. Chờ tất cả đi tới quỹ đạo liền thông thả. Hứa ương thấy bọn họ đều không nói ăn cái gì, trong lòng trước hết cấp sắp xếp lên. Nàng nơi này bán đồ ăn, cùng chính mình trong cửa hàng không kém nhiều lắm, đều là Dương Hà Khanh bọn họ mùi vị quen thuộc. Hứa ương động tác rất nhanh, không ai một bát thịt bò phan phấn, sau đó chính là mỗi loại ăn sáng đều đưa lên hai đĩa. Các ngươi ăn trước, ta đi làm. Hứa ương hướng bọn họ vung vung tay, bước nhanh ly khai, tối nay tới người rõ ràng so với buổi trưa có thêm rất nhiều. Hiển nhiên, ở quần tuyên truyền là hữu dụng, rất nhiều người đã biết rồi trứng luộc nước trà ở cái này trước cửa sổ bán. Mã lão sư đặc biệt sang đây xem tình huống, hứa ương kéo tốt hơn một chút thiên, còn đem trước cửa sổ nội trọng điểm tân tu sửa, thay đổi không ít đông tây. Điều này làm cho hắn ý thức được, cái này mới lên đại một nữ sinh, kỳ thực đối chuyện này phi thường trọng thị. Mã lão sư nhìn những kia mang theo trứng luộc nước trà ly khai học sinh, thiếu mua một hai, có thêm mười mấy hai mươi mấy. Xem ra hứa ương là muốn đem trứng luộc nước trà làm thành bản hiệu. Mã lão sư suy nghĩ một chút, theo xếp hàng, xếp tới một nửa, liền nghe đến đằng trước người nói trứng luộc nước trà bán sạch. Có điều cũng không có người ly khai đội ngũ, không còn trứng luộc nước trà, không trả có lỗ đậu làm, lỗ chim cút đảng sao. Mã lão sư bưng thịt bò phan phấn cùng chua cây trong biển ti tìm một chỗ ngồi xuống, đồ ăn vừa vào khẩu, hắn liền biết, hứa ương cái này trước cửa sổ tuyệt đối sẽ là năm cái trung tồn tại lâu nhất, chỉ cần nàng hảo hảo kinh doanh. Hứa ương có nhìn thấy mã lão sư, có điều nàng cũng không để ý, mình bán đồ ăn là cái gì trình độ, nàng trong lòng nắm chắc. Hơn 6 điểm, trong phòng ăn người càng ngày càng ít, hứa ương thay đổi tạp về, cùng Dương Hà Khanh bọn họ ngồi xuống tâm sự. Liên quan với phòng ăn này trước cửa sổ, mấy người dùng dập ra một ít chú ý, có thể để cho hứa ương không quá mệt mỏi nhưng lại có thể chú ý cái môn này chuyện làm ăn. Từ tri văn lấy giấy bút, trực tiếp liền giúp hứa ương bài nổi lên ban thế nhưng tính ra tính toán đi bọn họ nhất trí cho rằng hứa ương vẫn là phải tìm một cái trường kỳ công nhân đều là học sinh tịnh không ổn thỏa tỉ như xin nghỉ chương trình học điều chỉnh chờ chút không ổn định nhân tố quá hơn nhiều hứa ương nhìn từ tri văn viết xuống nội dung đó là mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn phải xử lý thời gian cùng bước đi coi như hứa ương thức dậy lại sớm cũng không có cách nào ở sáng sớm đem tất cả mọi chuyện đều làm xong có điều nếu như tìm cố định công nhân, hứa ương là không khuynh hướng tìm lớn tuổi A Di. Dù sao mình tuổi còn nhỏ, không chắc có thể ép tới trụ, trái lại tăng cường càng nhiều phiền phức. Ta nghĩ tìm tàn chướng nhân sĩ đương công nhân, bọn họ tìm việc làm kỳ thực rất không dễ dàng. Đối với điểm này, hứa ương vẫn có lĩnh hội. Mấy người nghĩ đến hứa ương người trong nhà, cùng nhau trầm mặt biết, sợ nói chuyện không làm tổn thương hứa ương trái tim. Ta hỏi một chút đại ca ta, nhìn hắn có hay không đáng tin người giới thiệu đi. Hứa ương cười hiếp mắt nói, nếu như tìm công nhân đáng tin, hay là ta hội thích hợp tăng thêm sản phẩm mới. Nghe tới thật là khiến người ta chờ mong. Dương Hà Khanh hướng về hứa ương đến gần rồi chút, chúng ta có thể tới thử ăn sao. Đương nhiên. Hứa ương gật đầu, chờ khí trời lại lạnh, chua cây trong biển tia liền muốn triệt rơi mất. Thứ ba, hứa ương đem thu ngân cơ khí mặt lên, hiệu suất tăng nhanh, đồng thời nàng cũng ở phỏng vấn hứa triệt giới thiệu người. Hứa triệt giới thiệu tịnh không phải bạn học của hắn, mà là bọn họ một cái quần bên trong người. Để hứa ương không nghĩ tới chính là, cái này tên là sở xuân dương trung niên nam nhân dĩ nhiên là xuất ngũ lão binh. Hứa ương hỏi không ít vấn đề, biết được hắn tịnh không phải quế thành nhân, năm ngoái mang nhà mang người đến quế thành sinh hoạt, ma xui quỷ khiến tiến vào quần, cùng hứa triệt khá quen thuộc. Đối với xuất ngũ quân nhân, hứa ương rất có hảo cảm, xác định không có vấn đề, liền xác định được. Sở Xuân Dương bắt đầu đi làm, hứa ương liền ung dung rất nhiều, hắn người này làm việc cực kỳ lưu loát, hiệu suất rất cao. Hơn nữa trên người hắn khí tràn mạnh, ép tới trụ bãi, ở đây kim chức học sinh cũng thu lại rất nhiều, chăm chú làm việc, không dám bởi vì hứa ương là đại nhất tân sinh mà xem thường nàng. Chỉ mấy ngày, ngoại trừ lỗ thịt bò cái khắc hoặc sở xuân dương tất cả đều có thể xử lý thứ sáu hứa ương đặc biệt nhiều lỗ thịt bò bảo đảm đầy đủ hai ngày lượng liền về nhà nàng nhận vu thừa vũ tờ khai vì hắn làm một nhóm thịt bò tương đối với cái này ra tay hào phóng khách mời hứa ương vẫn khắc sâu ấn tượng hơn nữa trên người đối phương khí chất không bình thường đặc biệt hứa gia mở cửa tiệm sau hứa ương đối với thừa vũ càng quen thuộc nghe nói ngươi hội làm bí đỏ làm, còn tiếp đang sao? Vu thừa vũ đến trong cửa hàng thì, cùng Lưu Dương may mắn hưởng qua một lần, cảm thấy phi thường đặc biệt. Hứa ương lắc đầu. Tiêu hao thời gian dài, ta không rảnh làm. Lại nói cuối tháng 10, khí trời chuyển lương, nàng dự định làm thịt khô, yên huân thịt, im cây cải củ làm, im dưa chua các loại, rất bận rộn. Nghĩ tới đây là cái khách hàng lớn, hứa ương suy nghĩ một chút hỏi hắn ta dự định bắt đầu làm giòn tràn, ngươi còn muốn sao? Vu thừa vũ lập tức liền tinh thần. Muốn, mùi vị gì đều được. Hắn ăn qua hứa ương làm giòn tràn, ăn nữa những người khác làm, luôn cảm thấy thiếu một chút gì. Có người nói đồng dạng phương pháp phối chế, mỗi người làm được mùi vị hội có sự khác biệt, hoặc lớn hoặc nhỏ thôi. Vu thừa vũ cúi đầu cấp hứa ương xoay chuyển một bút tiền đặt cọc, ngươi tuần này còn có thời gian làm sao? Hứa ương lắc đầu, ngoại trừ thịt bò tương, nàng còn dự định im điểm dưa chua, khí trời lạnh, nàng có chút hoài niệm dưa chua ngư, dưa chua thịt mạc miếng. Trong cửa hàng dưa chua là trên thị trường mua được, trải qua xử lý xào chế, hương vị không sai, nhưng so với mình tự mình làm kém xa. Năm ngoái nàng cao tam, học tập bận biệu, chỉ làm một điểm, không mấy đốn liền ăn xong, thực sự là đáng tiếc. Năm nay từ 10 tháng bắt đầu, mỗi một chu im một hai vại, không giống phối so với, không giống im pháp, củ ra một vại vại không giống tư vị dưa chua, số lượng muốn quá nhiều, tranh thủ từ hôm nay niên mùa đông ăn được sang năm trời thu. Hứa ương thích nhất chính là khô lượng nước, hơi hơi sưởi yên rau cải, kiên trì cắt nát, gia nhập muối, cây ớt, toán biện chờ ướt muối, phong kính cốt vại thì lại thả chỗ bóng mát bày đặt. Bởi vì rau cải co lại không nhiều, im đi ra dưa chua màu sắc vàng ống ánh, nhuận mà không làm, nước toát lên, chua hương nồng nặc, lanh lãnh sướng miệng, dùng để nấu tế cháo, đúng là tuyệt phối. Tác giả có lời muốn nói. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 ngưu Tạp Thang Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vu thừa vũ muốn thịt bò tương nhiều, hứa ương có chút ngạc nhiên, nhìn trước mắt cái này bất kể là dung mạo vẫn là khí tràng đều là đỉnh cấp nam nhân hắn cùng hứa gia Mỹ thực điếm thật là có điểm hoàn toàn không hợp, có một loại vi cùng cảm. Hứa ương liếc nhìn đẩy cửa tiến vào thức ăn ngoài viên, hỏi vu thừa vũ. Những này thịt bò tương đều là chính ngươi ăn sao? Không phải. Vu thừa vũ lắc đầu, người nhà bằng hữu cũng yêu thích cái này khẩu vị. Hắn nghĩ tới chính mình mẫu thân còn nắm cái này thịt bò tương đương gia vị, làm được món ăn mùi vị dĩ nhiên rất tốt. Không có bất ngờ, ngày mai ngươi liền có thể tới bắt. Hứa ương nở nụ cười dưới, hiện tại khoảng thời gian này, đi thị trường cũng không chọn được hảo thịt bò. Vu thừa vũ gật đầu. Ta rất chờ mong. Hắn nhìn trên lệch thời gian không nhiều, mang theo đóng gói trà ngon dịp đảng ly khai. Vu thừa vũ mới vừa đẩy cửa ra, chính đang trước bàn rót nước lưu dương nhìn thấy cái túi trong tay của hắn, con mắt không khỏi sáng. Lão đại, ngươi đi mua trứng luộc nước trà. Lưu Dương hắc lặng lẽ cười hai tiếng, có thể trước tiên phân ta một cái sao, chờ ta thức ăn ngoài đến liền còn ngươi. Hứa Gia Mỹ thực điểm cơm điểm thời điểm rất bận, thức ăn ngoài đều hiểu được các loại. Vu Thừa Vũ gật đầu, đem trên bàn vốn là trang thịt bò tương lọ không thu hồi đến. Lần này ta nhiều đến không ít thịt bò tương, nắm một phần đi ra đương công nhân khen thưởng, khoảng thời gian này đại gia cực khổ rồi. Bọn họ phòng công tác lại một cái tân phần mềm ra thị trường đại gia lại bỏ thêm không ngắn thời gian ban, rất là khổ cực. Lưu Dương vừa nghe, lập tức liền quay đầu nhìn về những đồng nghiệp khác môn rống lên một tiếng. Huynh đệ, lão đại nói tháng này công nhân khen thưởng là thịt bò tương. Vốn là có chút tinh thần quể oải suy sụp mấy người đầu tiên là bị Lưu Dương âm thanh giật mình, chờ hiểu được hắn ý tứ trong lời nói, đều đầy mặt kinh hỉ. Bọn họ nhìn vu thừa vũ, các loại lời hay không ngừng mà ra bên ngoài mạo bọn họ đều hưởng qua này thịt bò tương, bất kể là phan mặt vẫn là phan cơm đều đặc biệt bổng, làm sao không chỗ mua. Vu thừa vũ bên tai có chút tỏa nhiệt, những người này vì ăn khen tặng người khác thời điểm, này miệng xác thực rất có thể nói, nghe được hắn đều thật không tiện. Hắn ho nhẹ một tiếng, ta mua hứa da trứng luộc nước trà, các ngươi muốn ăn mình nắm. Vu thừa vũ nhìn mấy người cầm trứng luộc nước trà bát xác suy nghĩ một chút, trở lại bàn làm việc của mình trước công việc này thất là hắn còn không tốt nghiệp thời điểm kiến, bây giờ tính toán tính toán sắp tới 5 năm. Nghiệp vụ càng ngày càng nặng, Vu Thừa Vũ đã đăng ký hảo công ty, địa chỉ liền phụ cận một cái office, văn phòng, hứa gia thức ăn ngoài đưa được địa phương. Nếu như những này đồng bọn đồng ý, có thể tiếp tục ở tại trong tiểu khu, mỗi ngày sớm muộn đi làm đều sẽ trải qua hứa gia Mỹ thực điếm, thuận tiện đi vào ăn một bữa, tưởng tượng cũng thật không tồi. Trong nhà ngoại trừ hứa ương, hứa thắng cũng ở, hắn chính lỗ tiểu hỏa qua lại bắt đầu, mỗi ngày buổi sáng đều phải xử lý không ít nguyên liệu nấu ăn. Hắn thấy hứa ương đang chuẩn bị hương liệu, liền đoán nàng khả năng phải làm gì món chính. Nhưng mà sau một khắc, hứa ương liền đem trên đất lục cách bệnh túi mở ra, đem hết thảy rau cải dời vào công tác trong ao, trước tiên ngâm sau thanh tẩy. Ưng ương ương, ngươi mua như thế nhiều rau cải, là muốn im dưa chua sao? Hứa thắng lập tức hứng thú, ta giúp ngươi đi. Thắng ca bận biệu xong. Hứa ương mang theo cao su găng tay, nghiêng đầu nhìn hứa thắng một chút. Xử lý hơn nữa, còn lại buổi chiều làm cũng thành. Này thắng ca giúp ta nổ đem rau cải lượng đến trên sợi dây đi. Hứa ương suy nghĩ một chút nói rằng. Ngày hôm nay khí trời tốt, đến tối, rau cải phơi nắng trình độ lẽ ra có thể đạt đến yêu cầu của nàng. Buổi trưa, hứa ương liền nắm trước sa trà tương, đơn giản là một qua sa trà mặt. Hứa thắng nâng chén lớn, uống từng ngụm lớn trước thang, tương tự là dùng sa trà tương làm sa trà mặt, làm sao hắn liền làm không ra hứa ương loại này mùi vị. Hứa ương sẽ không làm sa trà tương, tạm thời không có ý định nghiên cứu, thời gian thực sự là sắp xếp có điều đến. Buổi chiều không chuyện gì, nàng định tìm tìm có cái gì đơn giản lại ăn ngon đồ ăn, thích hợp căng tin cùng trong cửa hàng bán. Hứa ương nghĩ đến sắp đến mùa đông, đại gia khả năng càng yêu thích ăn mang thang đồ ăn. Hướng về cái này dòng suy nghĩ nghĩ, hoàn toàn có thể cân nhắc đôn món ăn, ngưu tạp, trư tạp đôn một đại oa, liền bán ngưu, trư tạp mặt, phấn loại hình. Đối với nội tạng, luôn có một nhóm thực khách là bọn chúng trung thực người ủng hộ. Có điều nội tạng mùi tanh trùng, ngoại trừ thanh tẩy, càng quan trọng vẫn là phối liệu, cùng lỗ hoặc tương là hoàn toàn khác nhau vị. Hứa ương đang trầm tư, từ nhíu mày trong ngăn kéo nhảy ra một quyển màu đen ngạnh sát nô tê bốt, nơi đó đầu có nàng ghi chép hết thảy liên quan với tu chân giới nội dung. Dùng chỉ có mình nhìn hiểu văn tự, ghi chép trước nàng liên quan với tu chân giới trải qua hoặc là phương pháp phối chế. May mắn chính là, nàng sau khi trở về, liên quan với bên kia ký ức vẫn chưa theo thời gian mà mơ hồ. Tình cờ nàng hội tưởng chuyện bên kia, đào móc ra cái đã lãng quên phương pháp phối chế hoặc nguyên liệu nấu ăn phương thức xử lý, hứa ương đều muốn mau mau viết xuống đến. Hảo trí nhớ không bằng nát đầu bút, đạo lý này để ở nơi đâu đều giống nhau. Hứa ương phiên đến một cái làm ngưu tạp phương pháp phối chế, phối liệu phiền phức, thế nhưng đông đi ra ngưu tạp nước ấm đùng sáng tỏ, vị nhuyễn nhu, không có một tia tanh nồng vị, già trẻ đều nghi. Nếu như thích ăn cây, có thể mặc khác gia nhập cây ớt, vẫn như cũ như thế ngon miệng. Mà cái này làm ngưu tạp phương pháp phối chế, xóa mấy thứ hương liệu, lại thay đổi một hồi liều dùng liền có thể đem ra đôn chư tạp hứa ương đem nô tê bốc một lần nữa khóa kỹ tới trước trong sân đem rau cải xoay người sau đó đi ra ngoài mua ngưu tạp khí trời dần lạnh nồi lẩu thành rất nhiều người liên hoan nhất quán lựa chọn cách đó không xa sinh tiên siêu thị liền lên ngưu tạp hứa ương đi thời gian vừa vặn đem còn lại tam cân ngưu tạp đều mua sinh tiên trong siêu thị ngưu tạp là rửa sạch cắt gọn tịnh trác quá thủy giá cả thiên quý chờ buổi tối đại gia ăn được này ngưu tạp thang, nếu như đều thỏa mãn, có ý hướng ở trong cửa hàng thêm vào món ăn này, liền muốn chạy nửa một lần thị trường, tìm một hồi cung hàng thương. Hứa thắng đem tiểu hỏa oa muốn dùng xấu thịt đều cắt gọn im thượng, tiến vào nhà bếp đến xem hứa ương đang bận cái gì. Hương ương, đêm nay muốn ăn nồi lẩu. Hắn nhìn thấy ngưu tạp thật sự cũng chỉ nghĩ đến nồi lẩu. Không phải, ta dự định đôn ngưu tạp thang. Hứa Ương nói, đem sắp xếp gọn hương liệu túi bỏ vào trong nồi. Đôn ngư tạp. Vậy nếu không muốn thêm hai cái cây cải cũ. Hứa Thắng đề nghị, ta ngày hôm nay xem cây cải cũ không sai, nhiều mua một ít. Cây cải cũ. Có thể. Hứa Ương nghĩ, cây cải cũ đúng là thịt món ăn tốt nhất phối hợp chi nhất, đặc biệt Đôn thang. Cây cải cũ Đôn đắt nhuyễn nát, không hề có một chút huyết quản, một mân liền hóa ở trong miệng hấp no rồi thịt món ăn tư vị so với này thịt cũng còn tốt ăn ta giúp ngươi tước bì đi hứa thắng cao hứng ra nhà bếp đáng tiếc chính là hắn muốn đi ra ngoài bày sạp thời điểm ngưu tạp than còn không đông tốt có điều hứa ương cấp hắn vơ vét một điểm mặt bỏ thêm ngưu tạp than lại vẫy lên một điểm hành lá hoa nhìn nước dùng quả thủy không tư không vị hứa thắng uống một hớp than hình dung không ra cái này mùi vị có thịt bò hương vị nhưng không thiên, uống vào nóng hầm hập, rất ấm vị. Còn chưa bắt đầu đi làm, hắn đã ngóng trong buổi tối lúc tan việc bữa ăn khuya. Hứa ương nếm thử một miếng than, cùng tu chân giới làm so với, mùi vị trên lệch một ít, nhưng đã rất có thể, không chút nào so với một ít lâu năm kém. Nàng vỗ một tấm hình phát đến kẻ tham ăn bầy nhỏ bên trong, thích hợp mùa đông ăn ngưu tạp cây cải củ thang, đến một bát sao. Nhìn ăn thật ngon dáng vẻ từ tri văn trả lời nhưng hắn là sẽ không đi thử nghiệm dương hà khanh có chút hưng phấn ương ừ, ương nhìn ăn thật ngon a à, có làm thịt bò hoàng hoặc là gân bò hoàng sao ngưu tạp than bên trong thêm viên thuốc càng ngon lành a à. hứa ương chỉ hồi phục dương hà khanh 6 cái điểm muốn làm ra ăn ngon thịt bò hoàng hoặc là gân bò hoàng này muốn phế công phu chỉ nhiều không ít ngoại trường nghĩ đông những thời gian khác nàng hẳn là không có chút hứng thú nào làm cái này thịt bò hoàng quá lụy nhân vương văn xuyên mới vừa kết thúc một ván trò chơi vừa nhìn quần tán gẫu trả lời một câu đây là chuẩn bị ở căn tin thượng món ăn sao nếu như hứa ương không cái kế hoạch này hắn phải nghĩ biện pháp nói động nàng món ăn này vừa lúc ở hắn yêu nhất thực đơn thượng có ý định này sẽ không sớm dù sao căn tin trước cửa sổ mới khai ít nhất phải chờ tới tháng 12 trở lên tân, khi đó khách quen cũng phải thay đổi khẩu vị, tân khách hàng muốn nếm món ăn. Hứa ương lại đang gia tộc quần bên trong gửi thư tính tức, để đại gia buổi tối trở về cực dạ tiêu. Nàng chỉ lo cha mẹ bọn họ ở trong cửa hàng thuận tiện đem bữa ăn khuya ăn, này sau khi trở lại còn làm sao ăn được. Hứa triệt không thấy điện thoại di động, thế nhưng hứa thắng đã ba nuôi kéo đem hứa ương làm ngưu tạp thang nói cho hắn nghe hứa triệt không khỏi chờ mong lên, từ khi hứa ương đi lên đại học, trong nhà bữa ăn khuya không phong phú không nói, ăn cũng không có gì bầu không khí. Buổi tối, hứa ương mới vừa đem dưa chua im hảo, không nghĩ tới người trong nhà đều trước thời gian trở về. Xem ra đại gia đều đối đêm nay bữa ăn khuya rất là chờ mong ni. Một người một bát ngư tạp cây cải củ thang, vẫy lên hành thái cùng rau thơm, bàn trung gian bày đặt du cây ớt, cây ớt tương, có thể căn cứ khẩu vị của chính mình tăng thêm. Hương ương, ăn quá ngon. Hứa ba giơ ngón tay cái lên, hắn uống từng ngụm lớn trước thang, nóng hầm hập, năng đắt phần lưng đều ra một tầng dọc mồ hôi nhỏ. Mấy người khác dồn dập gật đầu. Hứa ương nhìn thấy lưu ánh hướng về mình trong bát bỏ thêm rất nhiều rau thơm, bát mặt ngoài xanh mượt. Trước đây lưu ánh không sao nổi tiếng món ăn, xem ra hoài dựng để khẩu vị của nàng thay đổi không ít. Ba, mẹ, ta có một ý tưởng. Hứa ương xem hứa ba hứa mẹ lại thêm một bát ngưu tạp thang, tốc độ ăn chậm lại, mới mở miệng nói mình dự định. Tiếp theo khí trời lạnh, phan phấn khả năng không tốt như vậy bán, chúng ta có thể đổi thành thang phấn, liền bán ngưu tạp cây cải củ phấn. Đợi được tháng 12, ta cũng dự định ở căn tin trước cửa sổ thượng cái này ngưu tạp phấn. Ngoại trừ xử lý quá trình phiền phức, đông nấu quá trình quả thực không muốn quá bớt lo hứa mẹ cắn một cái da trâu, ta thấy được, ăn cả người nóng hầm hập, thích hợp nhất trời lạnh thời điểm ăn. Vừa vặn mùa đông tay xé kê chuyện làm ăn muốn thiếu một nửa, có cái này ngưu tạp thang, bọn họ liền không cần buồn phiền muốn tăng thêm cái gì tân món ăn. Hứa ba giơ tay lau một cái mồ hôi trên trán, rất thích hợp, chính là cái này định giá khả năng không có cách nào thấp. Một bát chí ít cũng đắt 20 khối trở lên mới được. Quế thành nhân ăn ngon, giá cả là không thành vấn đề. Hứa thắng tự tin nói. Hứa triệt cấp lưu ánh bỏ thêm một cái môi thang, đem trong chén nhỏ còn lại rau thơm đều cũng cho nàng. Hắn nghe được hứa thắng, nói tiếp. Tốt như vậy ăn ngưu tạp thang, so với này bò bít tết cũng còn tốt ăn, đến lúc đó khẳng định rất nhiều người xếp hàng mua. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Danh tự bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ngư tạp thang được tất cả mọi người khẳng định hứa ba hứa mẹ thương lượng lại quyết định sau 11 tháng lại bắt đầu bán hứa ương cũng dự định thu thập dưới các thực khách đối cái này ngư tạp thang bình luận nhìn khen ngợi suốt mỗi người khẩu vị không giống hứa ương cũng không dám nói mỗi người đều sẽ yêu thích sáng sớm ngày thứ hai hứa ba đem ngư tạp thang đun nóng sau vơ vét điểm mặt mấy người nóng hầm hập ăn một bữa mới đi bán sĩ thị trường. Trong điếm tồn trữ không gian tiểu, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều phải làm thiên chọn mua. Hứa ba không muốn tìm cung hàng thương hợp tác, tuy rằng cung cấp giao hàng tới cửa phục vụ, nhưng đến cùng không thể sớm xem qua nguyên liệu nấu ăn, hắn trong lòng không chắc chắn. Hứa ương hôm nay tới bán sĩ thị trường, vẫn là vì mua thịt bò. Nếu một lần muốn làm nhiều như vậy thịt bò tương, không bằng làm thêm một ít, ngoại trừ chính mình ăn, lưu mấy bình tặng người bận biệu cả ngày, hứa ương chỉ cảm giác mình cả người đều dính lên thịt bò tương mùi vị. Bởi vậy, chờ nàng quản lý xong cá nhân vệ sinh về ký túc xá, đã hơn 8 giờ tối. Thế nhưng để hứa ương không nghĩ tới chính là, trong túc xá có thêm một loạt bình phong, đem quá đạo chia làm hai nửa, làm cho vốn là không rộng lắm ký túc xá có vẻ càng chen chút. Hứa ương hơi nghi hoặc một chút, gần nhất ký túc xá quan hệ rất ôn hòa, không có vấn đề gì a. À. Có điều rất nhanh, nàng liền phát hiện nguyên nhân, nguyên lai like Trần Ngọc Tiệp ở trực tiếp. Hứa ương không lớn lý giải, tại sao muốn ở loại này có chứa tư mật tính chất công cộng bên trong không gian trực tiếp. Thiệt thòi nàng nghĩ đến ra dùng cái này bình phong chống đỡ. Hứa ương thay đổi giày, cầm một quyển sách bò lên trên giường, kéo cái màn giường một góc, sát vách hàng sáng tỏ càng tựa ở đầu giường chơi game đánh cho mê ly. Nàng nhấp dưới miệng, nghe cái khắc ký túc xá truyền đến tiếng cười vui, cảm giác mình này cũng thật là kỳ hoa. Hứa ương nhìn hai hiệp thư, liền thu được sở Xuân Dương tin tức là liên quan với chu mạc hai ngày doanh nghiệp tình huống. Hai ngày cuối tuần mỗi ngày lượng tiêu thụ đều sắp là gấp đôi bình thời, căn cứ học sinh tặng lại, sở Xuân Dương kiến nghị hứa ương có thể thêm cái mì nước tuyển hạng. Hứa ương nhìn một chút tin tức, lại đến xem Hồ Vĩnh Khang phát, đại ý là hắn đã thành công đánh vào cái khác đại học quần, đang cố gắng an lợi bọn họ cái này trước cửa sổ hắn cảm thấy trước cửa sổ chỉ có trứng luộc nước trà cùng thịt bò phan phấn là bản hiệu, quá là ít ỏi, hỏi có muốn hay không thêm nữa thêm một điểm cái gì ăn. Hứa ương suy nghĩ một chút, đem hai người lôi một cái tán gẫu quần, chuyên môn nói rồi ngưu tạp than sự. Sở Xuân Dương tự hồ đang chờ hứa ương tin tức, hồi phục đến mức rất nhanh, ta cảm thấy có thể. Ngưu tạp than lợi nhuận không gian rất lớn, hoàn toàn đáng giá khai phá, đến thời điểm có thể đi đi chua cây rong biển tia ngày mai chúng ta lại thương lượng định giá sự tình hứa ương trả lời còn có nếu như có cái gì đồ ăn lượng tiêu thụ không được quá tuần này chúng ta liền triệt đi ta hội lưu ý sở xuân dương phát xong ngữ âm nhìn nó chuyển đổi văn tự không có sai sót trong lòng ung dung rất nhiều bọn họ đến rồi quế thành trước liền làm bán lẻ nhưng không biết vì sao làm được mặt sau đều là muốn ra chút ngoài ý muốn thâm hụt tiền mà gần nhất thê tử bởi vì đổi quý thở khò khè phát tác tiến vào bệnh viện, thêm vào quê nhà chuyện bên đó, sở Xuân Dương tắt làm thiếp chuyện làm ăn tâm tư, định tìm công tác. Công việc hài lòng khó tìm, sở Xuân Dương không muốn tăng ca, hoặc là thượng sớm muộn ban, lại kéo nửa tháng, mới ở Internet bạn tốt giới thiệu sau tìm tới công việc này. Ở đại học căng tin công tác, làm tức quy luật, tiền lương không sai, ngoại trừ lão bản bất ngờ tuổi trẻ, cái khác đầu rất tốt bởi vì lão bản tuổi trẻ sở xuân dương liền khá là để bụng có điều hắn rất là khâm phục hứa ương còn nhỏ tuổi thì có cái môn này vững vàng tay nghề khẳng định là chịu không ít khổ sở có điều hồi tưởng hắn cùng hứa triệt tán gẫu đối phương thật giống không đề cập tới hứa ương học trù quá trình ở cái này làm ca ca trong mắt muội muội là tuyệt đỉnh thông minh làm cái gì đều là tốt nhất hứa ương nên cùng trong nhà ẩn giấu đoạn trải qua này sở xuân dương nghĩ điểm ấy với hắn như thế, đều không hy vọng để người nhà biết mình từng thụ quá khổ, chỉ cần đại gia đều tốt, này đã đủ rồi. Hứa ương cũng không biết đối diện sở Xuân Dương nghĩ đến nhiều như vậy, nàng phát ra vài tờ ngưu tạp thang bức ảnh đến công tác quần bên trong. Hôm nào mang hai bát cho các ngươi nếm thử. Này nhìn liền đặc biệt có muốn ăn. Hồ Vĩnh Khang nhô ra, tranh thủ đem nó làm thành một cái bản hiệu. Đúng rồi, hứa ương, Ngươi có muốn hay không ở căng tin trước cửa sổ quải tấm bản? Như vậy ngoại giáo đến đồng học cũng dễ tìm. Hứa ương tưởng mình một cái gọi là phế, tưởng danh tự, vẫn là quên đi, các ngươi có ý tốt gì thấy sao? Phiêu hương tiểu thực. Mỹ vị tiểu thực. Trứng luộc nước trà điếm. Hồ Vĩnh Khang đánh một đống danh tự, nhưng hứa ương nhìn, cảm thấy hắn tịnh không tốt hơn chính mình bao nhiêu. Danh tự hay là muốn đơn giản lại hảo ký tốt. Sở Xuân Dương nói, nếu không gọi rất nhiều ăn vặt. Hồ Vĩnh Khang không phải rất đồng ý, là lạ, không bằng gọi ương ương ăn vặt ni. Ta suy nghĩ thêm. Hứa ương có chút đau đầu, này gọi là đúng là cái đại học vấn. Hứa ương đem gọi là chuyện này phát đến kẻ tham ăn bầy nhỏ, rất nhanh sẽ gợi ra một làn sóng thảo luận, Hồng Đan Yến hưng phấn nhất, liền mấy nàng lấy danh tự nhiều nhất. Hứa ương chọn mấy cái danh tự, chuẩn bị để tìm đồng học bỏ phiếu, cái nào số phiếu nhiều hay dùng cái nào. Có điều nàng vẫn là chú ý tới một chuyện, vừa nãy quần bên trong thảo luận đắt như vậy nhiệt liệt, Dương Hà Khanh dĩ nhiên không xuất hiện, này có chút không bình thường a à. Hứa ương đơn độc cấp Dương Hà Khanh phát ra tin tức, nếu như đến trước khi ngủ vẫn là không tin tức, nàng Tuấn Tài gọi điện thoại. Tán gẫu, đọc sách, thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Ngọc Tiệp bên kia trực tiếp cũng kết thúc. Trong thời gian ngắn đại gia là không nói gì thế nhưng thời gian dài hứa ương cũng không dám hứa chắc mình có thể hay không phát hỏa sau đó hứa ương phát hiện đông vi vi thật giống cũng ở trực tiếp có điều nàng là trực tiếp đọc sách làm bài làm trực tiếp là một cái thời gian dài lâu mà khổ cực sự tình hứa ương khâm phục các nàng hội muốn đi thử nghiệm chuyện này nhưng trường hợp thật sự tuyển đắc không đúng dương hà khanh rất muộn mới cấp hứa ương hồi âm tức liền hai cái khóc lớn vẻ mặt nhìn lời giải thích của nàng Hứa ương mới biết Dương Hà Khanh bị trường học của bọn họ một vị lợi hại giáo sư vừa ý, thật giống muốn ngoại lệ làm cho nàng tham dự một cái đầu đề, đêm nay liền bị chọc tới phòng thí nghiệm cùng học trưởng học tỷ môn quen thuộc. Hứa ương trừng mắt nhìn, Dương Hà Khanh mới đại một đi, hơn nữa nhớ không lầm, nàng tự hồ dự định ở đại học cá mạng quá 4 năm, làm sao sẽ bị giáo sư chọn lửa. Dương Hà Khanh không có cụ thể nói tình huống, chỉ nói cái này đầu đề nàng cảm thấy rất hứng thú, quyết định tạm thời không làm cá mặn, phấn đấu một cái. Hứa ương thấy thế, trước tiên phát hai cái đại biểu cổ vũ vẽ mặt, sau đó nói, hảo hảo học tập, có thời gian, ta mời ngài ăn cơm. Hương ương, đây là ngươi nói, ta khả nhớ kỹ. Dương Hà Khanh hiếp hiếp mắt, nghĩ đến hứa ương phải cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất, ngẫm lại liền hài lòng ni. Hứa ương cùng Dương Hà Khanh hổ đạo ngủ ngon, để điện thoại di động xuống, suy nghĩ một chút Dương Hà Khanh trải qua, ngoại trừ vóc người không phù hợp, thật là có điểm như là nữ chủ ni. Nàng cười cợt, nghe được điện thoại di động chấn động lại, là Hồ Vĩnh Khang phát tới được. Hắn định đem danh tự treo lên khiến người ta bỏ phiếu, hỏi hứa ương có còn hay không tân danh tự muốn thêm đi vào. Hứa ương lật qua lật lại, đem kẻ tham ăn bầy nhỏ mấy cái nàng vẫn tính yêu thích danh tự phân phát Hồ Vĩnh Khang. Ngươi dự định phát đến đâu bỏ phiếu? Hắc hắc, Ta sẽ ở quần bên trong còn có video trang web chờ lộng, đến thời điểm lại thống kê. Hồ Vĩnh Khang hầu như mỗi một loại xã giao phần mềm đều có hào, nhân viên rất tốt, lộng cái điếm tên bỏ phiếu vẫn là đơn giản. Một chuyện có người quản, hứa ương liền không nửa nhúng tay, cùng sở Xuân Dương tán gẫu ngưu tạp thang sự. Sở Xuân Dương ý nghĩ là làm cây cải của ngưu tạp thang, một phần thập nguyên, nếu như điểm ngưu tạp mặt hoặc là ngưu tạp phấn, liền một phần mười lăm hắn cấp hứa ương nhìn một loại thiển khẩu y nốt bát, chứa đầy đồ ăn thời điểm, hội làm cho người ta ảo giác, nó xếp vào nhiều vô cùng. Này một tuần, hứa ương xác định ngưu tạp thang sự, đồng thời giải quyết điếm tên. Hồ Vĩnh Khang Lộng bỏ phiếu liên tiếp, thu thập được số liệu vẫn là không ít, số phiếu tương đối cao phân biệt là rất nhiều nhiều tiểu thực điếm cùng hòa miêu tiểu điếm. Hứa ương nhìn thấy này hai cái danh tự, hỏi cũng không cần hỏi thân bằng bạn tốt, nhất định sẽ tuyển hòa miêu tiểu điếm bởi vì căng tin cửa sổ thủy tinh khẩu pha lê trực tiếp kéo dài tới trần nhà, không có cách nào ở pha lê mặt ngoài quải bản hiệu, chỉ có thể làm plastic bố dán lên đi. Màu da cam để, màu xanh sẫm điếm tên, có chút bắt mắt, dưới đáy hai hàng chữ nhỏ, là trước cửa sổ chủ yếu bán đồ ăn, bao quát còn chưa lên tuyến ngưu tạp thang. Có điếm tên, thì có lợi cho đại gia chia sẻ, tỉnh theo người an lợi trứng luộc nước trà thời điểm còn phải giải thích cặn kẻ quán cốc này cụ thể ở đâu hàng đơn vị trí. Trường học muốn khai đại hội thể dục thể thao, đại gia đều có chút hưng phấn cùng chờ mong, không dùng tới khóa, có thể dùng sức lãng nhật tử, ai không yêu thích đây, ước gì nhiều đến mấy tràng đại hội thể dục thể thao. Lúc này, hứa ba đã tiến vào đông lạnh ngưu tạp, dự định ở nhà công tác rửa sạch, lại đưa đến trong cửa hàng đi. Hứa ương trước phân phối đi tạp chất nước thuốc vẫn như cũ có thể dùng ở ngưu tạp thường, thanh tẩy lên có thể so với trư nội tạng ung dung hơn nhiều. Hứa ương nghĩ đến trường học bên kia không tiện thanh tẩy ngư tạp, học sinh khẳng định là không được, sở Xuân Dương không tiện, cũng chỉ có thể trong nhà giặt sạch đưa tới. Vậy thì mang ý nghĩa, hứa ba muốn càng cực khổ. Ngư tạp thang dùng liêu là hứa ương phối tốt, cho dù là trù nghệ kém hứa mẹ, làm được mùi vị cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Đúng là kinh hứa ba tay ngư tạp thang cùng hứa ương làm hầu như giống như đúc ngoại trừ mấy cái khách quen biết được, hứa gia Mỹ thực điếm tịnh không có sớm tuyên truyền ngưu tạp thang. Ở ngày mùng 1 tháng 11, hứa ba lặng yên không một tiếng động chương mới thức ăn ngoài thượng thực đơn. Đầu tiên phát hiện trong cửa hàng có ngưu tạp thang vẫn là đến ăn điểm tâm khách quen Lý Hiểu Ngôn. Từ khi ăn qua hứa gia Mỹ thực điếm đồ ăn sau, Lý Hiểu Ngôn liền thành trung thực khách hàng. Ngoại trừ chu mặt nàng hội ăn chút những khác cải thiện thực đơn, bình thường liền mỗi ngày dậy sớm 15 phút cầm hộp cơm đến hứa gia Mỹ thực điếm đóng gói một phần ăn mang đi công ty. Buổi sáng hơn 8 giờ, hứa gia Mỹ thực trong cửa hàng khách nhân đã không nhiều, Lý Hiểu Ngôn đem cơm hộp đặt ở trên đài, liền nhìn thấy hứa ba cùng hứa triệt dơ lên một cái bát tô đi ra. Trong nồi lớn là cái gì? Lý Hiểu Ngôn không nghe thấy được mùi vị, hiếu kỳ cực kỳ. Hiểu Ngôn, vẫn là như cũ sao? Hứa mẹ nắm quá hộp cơm, cười hỏi này trong nồi là cái gì lý hiểu ngôn tò mò hỏi cây cải của ngưu tạp than ngươi muốn nếm thử sao lý hiểu ngôn nhìn xuống thời gian quyết định ngồi xuống thí ăn nàng điểm ngưu tạp phấn vẫy lên hành thái cùng rau thơm lại tung thượng một điểm sáng tỏ hồ tiêu phấn than thuận hoặc hương nùng mang theo một điểm sáng tỏ hồ tiêu phấn cây vị lướt xuống đến trong dạ dày nóng hầm hập khiến người ta không nhịn được tưởng thoải mái than thở một tiếng Lý Hiểu Ngôn một cái phấn, một cái ngưu tạp, rau thơm hương vị có chút nùng, nhưng sấn đắc than càng thơm ngon. Nàng đem đập tốt bức ảnh hơi hơi tu một hồi, phát đến bằng hữu quyển. Nàng quyết định, đợi lát nữa đóng gói một hộp ngưu tạp than, phối hợp tiểu bánh mì, bữa trưa liền giải quyết, hoàng mỹ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 Một cửu bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Buổi trưa tan tầm, thời gian nghỉ trưa không dài, rất nhiều đồng sự lựa chọn gọi thức ăn ngoài, chỉ có số ít mấy người hội mình mang cơm. Lý Hiểu Ngôn giải quyết xong một vấn đề, chậm rãi xoay người, bưng hộp cơm đi nước nóng. Nàng vừa nãy lật qua lật lại mình đồ ăn vặt chứa đồ quỷ, phát hiện bên trong ngoại trừ tiểu bánh mì, còn có một bao mì. Nàng quyết định đem mặt bánh dùng nước sôi phao khai, lại mò đến ngưu tạp thang trung, chính là một bát tự chế ngưu tạp mặt. Lý Hiểu Ngôn nghe trong lò vi sóng truyền tới mùi thơm, chỉ cảm thấy cái bụng càng đói bụng. Bên cạnh mới từ một cái khác lò vi sóng lấy ra hộp cơm trần Tỷ khịt, khịt khịt mũi, Hiểu Ngôn, đây chính là bằng hữu ngươi quyển phát ngưu tạp thang. Hương vị không sai. Lý Hiểu nói cười trước gật gù, đúng, mùi vị cũng không tệ lắm. Tiệm này có thức ăn ngoài sao? Trần Tỷ cười hỏi có, có điều ta không biết công ty có ở hay không phối đưa bên trong phạm vi. Lý Hiểu Ngôn hướng Trần Tỷ An Lợi, gọi hứa gia Mỹ thực điếm, trứng luộc trong nước trà của nó, tương xuyến, tay xé kê đều phi thường bổng, rất đáng giá nếm thử. Trần Tỷ cười cực. Có cơ hội đúng là muốn nếm thử. Lý Hiểu Ngôn cầm hộp cơm trở lại thành tựu, đem phao khai mò đến hộp cơm, sát vách đồng sự xem xét một chút, liền cầm mình thức ăn ngoài chen chút tới. Hiểu ngôn, ngươi ngày hôm nay như vậy tiết kiệm. Đến đến, ta điểm hai cái món ăn, ngươi giúp ta ăn một điểm. Lệ vân, cảm tạ, ta dẫn theo ngưu tạp thang, ngươi có muốn hay không cùng uống điểm. Hai người nơi đắc tương đối khá, thường thường chia sẻ đồ ăn. Hay lắm. Lệ vân sẽ tới vị trí của chính mình, cầm một cái gốm sứ cái chén lại đây, xếp vào một chén ngưu tạp thang. Nàng chỉ nhấp một hớp thang, con mắt không khỏi mị lại, hiểu ngôn, ta nghĩ đi ngươi này tiểu khu phòng cho thuê. Vốn là nàng còn tưởng rằng Lý Hiểu Ngôn nói cửa tiệm kia trứng luộc nước trà, phan phấn làm sao ăn ngon còn không sao tin, hiện tại nếm trải ngưu tạp thang, liền động đổi nơi ở tâm tư. Hoan nghênh, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận, tiểu khu chúng ta phụ cận nhưng là có thật nhiều mỹ thực. Hứa gia mỹ thực điếm lặng lẽ lên ngưu tạp thang, quen thuộc khách mời vừa phát hiện, lập tức liền dưới đang. Quen thuộc tiệm này người đều rõ ràng, lão bản càng là không lên tiếng đem ra bán đồ ăn, càng tốt ăn, nhưng số lượng cũng có hạn. Đến ngày thứ ba, ngư tạp thang ở bên ngoài bán thượng liền bạo. Hứa gia Mỹ thực điếm mấy thứ đồ ăn thức ăn ngoài đều giả thiết mua đoạn thời gian, ngư tạp thang là 9 giờ sáng khi đến ngọ 6 giờ. Mà ngư tạp thang trong thời gian ngắn liền đắp nặng hảo danh tiếng, vẫn chưa tới 9 giờ, thì có nhân cầm điện thoại di động mở ra thức ăn ngoài chờ dưới đang. Lưu ánh nhìn thức ăn ngoài hệ thống vang lên không ngừng, rất là kinh ngạc, trong cửa hàng lúc nào buổi sáng giai đoạn đơn đặt hàng như thế có thêm. Nàng lại một nhìn, vội vàng đem ngư tạp than hạn chế mua, xoay người hỏi hứa mẹ. Mẹ, mẹ, ngư tạp than ngày hôm nay làm bao nhiêu, thức ăn ngoài đã có 50 đan. Cái gì? Hứa mẹ chính đang thiết lỗ thịt bò, nghe được lưu ánh trên mặt có điểm mộng, tình huống gì? Hứa Ba xoa xoa tay đi tới quầy hàng đến xem, đơn đặt hàng quả nhiên không ít. Tiếp theo trước, điện thoại của hắn liền vang lên, là khách quen, đang hỏi ngưu tạp thang làm sao không thể mua. Hứa Ba bận biểu giải thích nguyên nhân, gọi Hứa Triệt vội vàng đem trong tủ lạnh xử lý tốt ngưu tạp lấy ra cắt. Trước đây trong cửa hàng không bán thang, khách nhân đến mua phan phấn đều là muốn hỏi thượng một đôi lời. Hiện tại có ngưu tạp thang, không ít khách mời liền khác biệt đồng thời dưới đang lưu ánh hiện tại cái bụng còn không hiện ra thế nhưng người trong nhà đều không cho nàng tiến vào công tác cho dù công tác làm phòng hoặc xử lý nhưng cũng sợ vãn nhất nàng hiện tại liền chủ yếu phụ trách trước sân khấu công tác thu ngân đánh đan nàng nhìn thức ăn ngoài hậu trường cảm thấy hoàn toàn có thể lộng một ít phần món ăn giá cả khả năng ưu đãi điểm khách mời liền không cần mình nhọc lòng đi phối hợp lưu ánh ý kiến được đại gia tán thành nàng bắt đầu biên tập ngưu tạp than phối phan phấn, ngưu tạp phấn, ngưu tạp mặt các loại, thêm vào tương xuyến, trứng luộc nước trà chờ phối hợp, toàn bộ mặt giấy lập tức liền phong phú lên. Hứa ương ở trong trường học, ngoại trừ đi học, căng tin sự tình, cũng quan tâm trước ngưu tạp than khai bán sau đánh giá. Nàng mở ra thức ăn ngoài phần mềm, tiến vào chính mình thức ăn ngoài điếm, không khỏi kinh ngạc nhíu mày, lúc nào có thêm như thế nhiều thương phẩm. Hứa ương nhìn xuống, hóa ra là phối hợp không giống phần món ăn, nhìn như vậy trước còn rất khiến người ta có mua dục. Nàng tìm tới ngưu tạp thang tuyển hạng, điểm vào xem đánh giá, một thủy năm sao khen ngợi, không ít vẫn là trường bình. Vẫn để lão bản bán thang, nhưng ta không nghĩ tới sẽ là ta thích nhất ngưu tạp thang. Hảo không khuếch đại nói, ta ăn qua nửa cái hoa quốc ngưu tạp thang, nhà này có thể xếp vào ba vị trí đầu, giá tiền này cũng đặc biệt lợi ích thực tế, đáng giá luôn mãi đến thăm ông đối lão bản tín nhiệm ta điểm ngưu tạp than phải biết ta ăn rất ít nội tạng mùi vị bất ngờ tốt không có ta nghĩ tượng trung thiên vị ngưu tạp rất nhuyễn nhu cảm tạ lão bản ta thực đơn lại mở rộng ăn ngon ăn ngon ăn ngon quá đề cử ngưu tạp than phối ngưu tạp phan phấn tuyệt phối hứa ương một cái bình luận một cái bình luận xem hạ xuống khóe miệng không khỏi câu lên nàng lui ra phần mềm mở ra website trường, ở diễn đàn Mỹ thực bản khối tìm kiếm một hồi, nhìn thấy liên quan với hòa miêu tiểu điếm thiếp mời. Hứa ương điểm vào xem lại, cơ bản đều là khen ngợi, ngoại trừ oán giận không than, chính là nói sở Xuân Dương xem ra có chút hung sự tình. Nàng kéo đến mặt sau, phát hiện có người đem hòa miêu tiểu điếm cùng cái khác bốn cái học sinh khai căng tin trước cửa sổ đối nghịch so với, rất có kéo dẫm ý tứ. Hứa ương khẽ cau mày, người này sợ nhất chính là khá là, tương tự đều là ít lưu ý hẻo lánh trước cửa sổ hứa ương bắt tay vào làm đúng là cái khác mấy cái chuyện làm ăn ở ban đầu một tuần chi hậu liền lướt xuống đất có chút lợi hại trường học căng tin trước cửa sổ các món ăn ngon đều có khả lựa chọn nhiều lắm không điểm đặc sắc là rất dễ dàng bị che hết học sinh bình thường ngoại trừ tượng hứa ương như vậy vẫn đúng là rất khó đem trước cửa sổ kinh doanh đến mức rất xuất sắc trừ phi mở ra lối riêng hứa ương vẫn đúng là có chút ngạc nhiên một tháng sau khi kết thúc mặt khác bốn cái trước cửa sổ còn có thể còn lại mấy cái hương ương có rảnh không là đường bá mẫu lưu mai liên phát tới tin tức hứa ương lập tức trả lời nói có đường bá mẫu có chuyện gì sao ngươi muốn một cửu làm tốt ngươi nhìn nhìn lưu mai liên quá một hồi lâu cấp hứa ương phát lại đây vài tấm hình đây là một cái dùng một toàn bộ cọc gỗ làm một xử cao to ước chừng 60-70cm, một xử là dùng móc ra đầu gỗ làm. Một cửu trong vách cùng một xử mặt ngoài đều bị mài đến phi thường bóng loáng, bề ngoài còn điêu khắc hoa văn, có thể thấy được thợ một để tâm. Hứa ương đem này vài tờ bức ảnh mở ra xem đi xem lại, trong lòng rất là thỏa mãn, nàng trả lời. Làm được rất tốt, ta rất yêu thích. Đường bá mẫu, này muốn bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngài, ngài hỗ trợ cấp thợ một đại thúc hắn không lấy tiền, này không có gì kỹ xảo, đầu gỗ cũng là trên núi tìm, người ban trong thôn đem võng điếm mở ra lên, đại gia gia tăng rồi thu vào, đều rất cảm kích ngươi ni. Hứa ương nạo lại mũi, cảm giác thấy hơi thật không tiện, lại hồi phục quá khứ. Ta cũng không có làm cái gì, này công phí vẫn không thể thiếu, nếu không sau đó ta sao được lại xin mọi người giúp làm đông tây. Được thôi, vậy ngươi cấp phát cái 100 hồng bao, ta chuyển cấp hắn. Lưu Mai Liên suy nghĩ một chút nói rằng. Cảm ơn đường bá mẫu. Hứa ương hai tay ở trên bàn gõ ấn lại, liền phiền phức đường bá hỗ trợ đem này một sử ký đến Quế Thành. Này có cái gì phiền phức, ngược lại mỗi ngày đều muốn đưa chuyển phát nhanh đi trên trấn. Lưu Mai Liên có chút ngạc nhiên, ương ừ, ương, ngươi là muốn xử cái gì, muốn làm lớn như vậy một sử. Then chốt là này một sử còn rất sâu. Hứa ương cười cợt, điều này cũng không có gì hay ẩn giấu, ta dự định đem ra sử thịt bò. Lưu Mai Liên hơi kinh ngạc, sử thịt bò. Như vậy sẽ tốt hơn ăn sao? Đúng. Thủ công nện đánh ra đến thịt bò so với cơ khí làm vị càng tốt hơn. Hứa ương gật đầu. Nàng biết mổ thị lấy thịt bò hoàng, thịt bò nồi lẩu chờ các món ăn ngon nổi danh, nàng cũng không dám nói mình làm liền so với người ta hảo, nhưng khẳng định ăn ngon lưu mai liên nháy mắt mấy cái vậy có cơ hội ta cũng thử xem hứa ương vui vẻ theo sát trước lưu mai liên tán gẫu nàng quên đi dưới chuyển phát nhanh thời gian nếu như không có bất ngờ cái này thứ bảy thì có thể thu được một cửu vừa vặn đại hội thể dục thể thao kết thúc hứa ương suy nghĩ một chút nếu không đại gia tái tụ tụ tập tới chờ một cửu đến nàng sẽ ở quần bên trong gửi thư tính tức cấp đại gia một niềm vui bất ngờ đi Đại hội thể dục thể thao rất náo nhiệt, 3 ngày thời gian, vận động viên ở trên thao trường tùy ý mồ hôi, nhưng không tham gia đồng học, cũng mỗi người có lười nhát phương thức. Hứa ương không có tham gia đại hội thể dục thể thao, ngược lại không là nàng không tích cực, mà là tiêu chuẩn đầy. Quế đại đại hội thể dục thể thao, chỉ cần tham gia, sẽ có học phân, đoạt giải liền khác nói, vì thế rất nhiều người đều sẽ rất tích cực, khá là này xem như là khá là đơn giản soạt học phân phương thức hứa ương cũng không cảm thấy tiếc nuối, không tham ngộ thêm đại hội thể dục thể thao, làm một người đội cổ động viên cũng tốt. Nàng suy nghĩ một chút, dự định miễn phí thỉnh trong lớp vận động viên ăn cơm, hòa miêu trong tiểu điếm có đông tây tùy tiện bọn họ điểm. Mà đạt được thứ tự đồng học, có ngoài ngạch mỹ thực khen thưởng. Điểm ấy ăn, nàng vẫn là mời được. Hòa miêu tiểu điếm trứng luộc nước trà ở trong trường học là có tiếng, không ít những khác khu sinh hoạt đồng học thường thường hội quải lại đây mua một túi trở lại. Trong lớp vận động viên môn biết được có cái này phúc lợi, nhất thời nhiệt tình mãn mãn, nếu như đạt được thứ tự, còn có những khác mỹ thực ăn, ngẫm lại vẫn là đáng giá. Hàng sáng tỏ càng động tác khá là xem, nàng báo môn đẩy tạ, biết được hứa ương đưa ra cái này phúc lợi, không khỏi có chút lo lắng. Hứa ương, ngươi không hạn chế dưới sao? liền không sợ có người điểm rất nhiều thỉnh bạn học khác ăn sao tình huống như thế rất ít nhưng cũng không phải là không có hứa ương sửng sốt một chút không khỏi cười nói ngươi cảm thấy có sở xuân dương nhìn chằm chằm những người kia có lá gan như thế làm sao hàng sáng tỏ càng sửng sốt một chút không khỏi cũng nở nụ cười ngươi nói đúng ngươi cẩn thận thi đấu tuần sau ta mang cho ngươi ăn ngon hứa ương vỗ vỗ hàng sáng tỏ càng vai trong túc xá, chỉ có nàng đẹp quá đã ăn. Vậy ta chờ. Hàng sáng tỏ càng con mắt sáng lên, xem ra nàng đắt nỗ lực. Đại hội thể dục thể thao thời gian, hòa miêu tiểu điếm doanh nghiệp thời gian cũng kéo dài, trứng luộc nước trà rất bán chạy, sở Xuân Dương làm dù là nhiều bị chút hàng, ba ngày đều có chút không đủ dùng. Ngoài ra, cái khắc đồ ăn lượng tiêu thụ cũng so với bình thường nhiều gấp đôi không ngừng, sở Xuân Dương đối với trường học căng tin trước cửa sổ chuyện làm ăn có nhận thức mới. Lễ trao giải kết thúc, Đại hội Thể dục Thể thao cũng viên mãn kết thúc, hứa ương trong lớp tổng cộng có 8 người thu được thứ tự. Nàng nhớ rồi danh tự, hứa hẹn Chủ nhật buổi chiều liền đem nói cẩn thận Mỹ thực mang đến. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, về nhà vụn vặt sự quá nhiều, ngày hôm qua không chương mới, ngày mai hội bù, khi đến chu thì có thể khôi phục xong càng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cảm tạ ở 2020, 09, 2100, 27, 27, 2020, 09, 2223, 58, 25 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.